Xin kính chào các cô các chú, các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút và 8 giờ sáng ngày hôm sau trên các nền tảng của Hà Tũng. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. À, kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chuyện thì tôi tôi xin xin phép để trả lời chú chú thức như sau tại vì chú cũng cũng không thường xuyên theo dõi được hơn nữa là chú cũng là người khiếm thị cho nên là chú cũng hạn chế cái việc mà mình post những cái thông báo thì chú ơi cái việc mà thay đổi giờ phát này thì cháu cũng vẫn cứ nói với các bạn là đang trong quá trình thử nghiệm chú nhé cháu vẫn đang trong quá trình thử nghiệm để đưa ra những cái cái phương thức ổn định nhất còn nếu như mà cháu thay đổi mà nó không phù hợp với cái điều kiện công việc của cháu đó thời gian của cháu nó căng quá nó, nó bởi vì thay đổi như thế này cháu sẽ lại phải thức khuya hơn để edit video này nọ ấy nếu như mà cháu thay đổi mà nó không cảm thấy nó căng quá so với công việc của cháu nó cảm thấy bất tiện quá so với việc theo dõi của của chú và anh chị em các bạn thì cháu lại quay lại như cũ thôi không có gì cả thôi thì uh, thôi thì cháu sẽ phải tiết chế hơn và chủ động hơn trong cái việc livestream đó Thứ cũng được thì cái đấy thì cháu sẽ phải cố gắng tập trung hơn, tập trung cao độ hơn thôi. Đây là cái cái này thì cháu vẫn đang trong quá trình thử nghiệm chú nhé. Thì thì mong chú thông cảm. Ok, à, còn với chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 cũng là kết thúc của chiếc bóng cầm lặng và cái câu hỏi uh, các bạn muốn có câu trả lời nhất ngày hôm nay đó là ai là hung thủ. Thì sẽ được trả lời À, ở cuối chương trình chúng ta sẽ nói về event nha các bạn. Và các bạn hãy ủng hộ ủng hộ tác giả nhà văn Bố Láo bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và ngay bây giờ thì bắt đầu sau khi thảo luận tất cả các điều tra viên chia ra khắp nơi để thu thập thông tin nam ngồi ngẫm nghĩ chuông điện thoại reo là một số điện thoại không lưu trong danh bà gọi tới nam bấm nút thận trọng đặt điện thoại lên nghe ở đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ thoáng nhận ra người ấy không ai khác chính là bác sĩ hiền Alo. Anh Nam à Ngày mai buổi trị liệu của anh buổi sáng Nhưng vì tôi bận buổi sáng cho nên Hẹn anh buổi tối được không Nam tử tốn đáp à, Nếu như cô bận Thì có thể hẹn ngày khác cũng được Đây là số điện thoại di động của cô sau Hẹn đáp Tôi muốn gặp anh Để nói một chuyện khá quan trọng Đây là số của tôi Anh lưu lại cho tiện liên lạc Nam ngẫm nghĩ rồi bảo Ờ à, được rồi Nếu như không có gì Về hẹn cô cuối ngày Khoảng 9 giờ tối tôi sẽ qua Hiền đồng ý rồi cúp máy Chiếc điện thoại vang lên những tiếng tút 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 Nam nghe điện thoại xong Thì tức tốc trở lại với công việc điều tra vụ án Người đầu tiên anh nhớ đến Là một người còn trẻ Nam phóng xe đến tìm Một trong số những người nhà nạn nhân đầu tiên Của vụ sập cầu năm đó Anh này tên là Phương bốn năm trước là sinh viên học năm ba của một trường đại học nổi tiếng trong thành phố nhưng sau khi bạn gái thiệt mạng trong vụ sập cầu bốn năm về trước anh ta ra sao nam cũng không biết tìm về vùng ngoại ô nửa tỉnh nửa quê hỏi thăm mãi mới lần được đến ngõ của nhà phương ấy là một căn nhà nhỏ có mái ngói phủ rêu xanh một căn nhà cũ kỹ không được sạch sẽ cho lắm nam phải hỏi thăm hàng xóm một hồi rồi mới tìm được đến nhà chính xác của Võ Hoài Phương. Thế nhưng hàng xóm cho biết là anh ta ở đây từ biến cố tai nạn và cũng chỉ sống có một mình. Bước chân vào cổng, bên trong toàn là những rác rưởi màu vẽ, nằm lăn lóc, từ cửa ra đến tận sân. Giọng nói lẻ nhẹ cất lên ở trong nhà. Người sinh viên năm đó đi kêu oan đòi công bằng cho bạn gái. Vậy mà bây giờ chỉ còn là một tên điên Chìm trong những ý tưởng miên man Tâm thần lúc tỉnh lúc mê Khi tỉnh thì cậu ta khóc lóc Uống rượu Khi mê thì chửi bới đập phá đồ đạc Rồi gào thét gọi tên bạn gái Những hàng xóm xung quanh Mỗi khi thấy cậu ta khóc hời đều sờn gai ốc Bởi giữa đêm khuya Nghe như là tiếng ma kêu quỷ khóc vô cùng thảm thiết Cú sốc lớn đó Đã thay đổi toàn bộ vận mệnh của một con người cậu ta vẽ rất nhiều tranh ở trên tường thậm chí ở trên mặt đất giấy vẽ cũng nằm la liệt tất cả chỉ vẽ duy nhất một bức tranh đó chính là tấm hình cô bạn gái đã chết trong bộ áo trắng dài cầm chiếc nón đứng bên cạnh một giỏ hoa phong lan điều kỳ quái là cô gái dường như lại đang soi ở một chiếc gương ở phía xa xa Nhìn cậu ta nằm ở trên đất đầu tóc bù xù râu ria xồm xoàm không cắt không gọi Chai lọ khắp nơi Và đặc biệt là cái mùi khăn khẳng chua chua bốc lên Cậu ta vẫn vừa tu rượu Vừa điên cuồng bôi vẽ Rồi khóc lóc trong u uất Vừa thế nam đến thì cậu ta chừng mắt đứng phát dậy Rồi bất ngờ hất cả khay màu vẽ vào phía nam Nam nhanh nhẹn lách mình né tránh Chỉ bị màu vẽ dính vào cái áo da một vệt đỏ lòm như móng một người đã điên dại như vậy thì làm sao có thể là kẻ giết người được. Cậu ta ném xong khay màu, rồi cười sằng sặc, đoạn ôm lấy bức tường có vẽ hình cô bạn gái. <laughs> sao lại nỡ bỏ anh? <laughs> Cho anh theo với. Cho anh theo. Nam lặng lẽ ngồi xuống, trầm trầm cất giọng bắt chuyện. Anh Phương này, anh nghe được lời tôi nói chứ tôi là cảnh sát tôi muốn hỏi anh vài điều thế nhưng phương chỉ khua chân múa tay tiếp tục bôi vẽ nét vẽ nguệch ngoạc không còn ra hình thù gì miệng lắp bắp hả hạ ơi hả hạ. <laughs> hạ ơi anh xa em đã mấy mùa rồi cảnh sát à Cô đi hạ chết rồi cổi chết rồi cô đi, cô đi, cô chết rồi đâu. Nam buồn bã nhìn người thanh niên điên loạn, biết là sẽ chẳng tìm được gì trong ngày hôm nay, Nam đành thở dài, chán nản thương cảm cho số phận tên điên này. Nam thu dọn những bức tranh rơi là tả trên đất xếp thành một tập, đặt lại ngay ngắn ở trên thềm nhà, cuối cùng đi về. Phía sau lưng là tiếng gào khóc Độ 9 giờ tối Nam phóng xe từ khu ngoại ô Về đến trung tâm điều trị của bác sĩ Hiền Trong này không có người Chỉ có duy nhất một mình bác sĩ Hiền Vẫn đang miệt mài ghi chép hồ sơ Và sắp xếp lịch hẹn trên bàn làm việc Nam bước vào nhẹ nhàng gõ gõ cửa Ờ à, Xin lỗi Tôi có phiền cô không Bác sĩ Hiền ngẩng lên Mời anh vào Tôi sắp xong rồi Nam ngồi xuống ghế Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao Hiền đặt cốc nước xuống bàn mời Nam Đúng vậy Tôi tôi muốn nói với anh là Hình như Hình như có ai đó theo dõi tôi Tôi có cảm giác như vậy đó Vậy sao Vậy cô phải cảnh giác đó hung thủ có thể đang nhắm đến những người có liên quan Đến bạn trai của cô Và tất nhiên cô cũng nằm trong khả năng bị hắn nhắm đến cho nên cô phải cảnh giác với tất cả mọi thứ tôi có số của cô rồi bất cứ khi nào thấy bản thân mình không an toàn cô hãy gọi ngay cho tôi tôi sẽ hỗ trợ cô trong khả năng của mình bác sĩ hiền gật đầu đồng ý cả hai đang ngồi nói chuyện thì bất ngờ từ bên ngoài cửa sổ đang mở có ai ném vào một cục gì tròn tròn nam lập tức rất nhanh chạy ra ngoài đường thế nhưng bên ngoài đã trống vắng không có ai cả kẻ vừa ném vật lạ đã lẩn đi đâu mất nam lại vào trong bác sĩ hiền lúc này gương mặt tái mét bởi vì bên trong vật vừa ném vào là những bức ảnh chụp cô đã vò vào với nhau chứng tỏ là có kẻ nào đang theo dõi và chụp trộm những tấm hình này của cô nam trầm giọng rất có thể hắn là hung thủ của những vụ án diễn ra gần đây hắn đang tìm cách khủng bố tinh thần của cô vậy nên hắn nhắm đến cô chứ không phải là bất kỳ ai khác. Gương mặt của bác sĩ Hiền đầy lo âu về kẻ bí ẩn đã chụp những bức hình này. Kẻ đó muốn gì ở cô? Đó là một câu hỏi chưa có lời giải. Nhìn đồng hồ đã 10 giờ khuya, Nam nói. Cô có ai đưa về chưa? Cô đừng đi taxi hay xe ôm. Đi bộ lúc này cũng rất nguy hiểm. Tốt nhất là có một người thân thiết, đủ tin tưởng đưa về. Tôi, 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 chưa Tôi chủ yếu là đi bộ Bạn trai cô không đi đón sao Dạo này, dạo này anh ấy bận Cho nên ít dành thời gian cho tôi Tôi, tôi cũng không phải là kiểu phụ nữ nũng nịu Cho nên tôi hay thả bộ trên đường Và cũng để ngắm cảnh thành phố về đêm Vậy cho phép tôi làm tài xế đưa cô về Dù gì như vậy cũng đảm bảo an toàn hơn Bác sĩ Hiền nhìn Nam chiều mến Rồi gật đầu Cả hai khóa cửa Nam chở Hiền về trong cư đó là một tòa trung cư có điều kiện khá tốt dành cho những người có thu nhập tương đối cao ở đây vắng vẻ vì là trung cư mới chứ không sập sệ hay rẻ tiền như những trung cư lao động ở trong thành phố bác sĩ hiền bước vào bấm thang máy nam đứng nép vào một bên cả hai bấm cho thang máy đi lên bác sĩ hiền vừa tựa lưng vừa đông đưa cái túi miệng khẽ ngân nga hát cửa thang máy mở ra hành lang tối tiếng gót giày của cả hai người nện xuống nền gạch cồm cộp cồm cộp trong cái không gian sâu hun hút này cảm giác như cái âm thanh đó nó vang đi xa hơn xa lắm nam dừng lại chờ cho bác sĩ hiền bấm mật mã cửa bước vào cô nói anh anh có muốn vào chơi không? Nam đang suy nghĩ bỗng nhiên giật mình. Ở, à, ở à thôi, muộn rồi. Cô, cô bật điện rồi vào nhà đi. Nhớ khóa cửa cẩn thận. Tôi đi về đây. Có dịp tôi sẽ đến chơi sau. Vậy anh về cẩn thận. Cảm ơn anh. Tôi sẽ lưu ý những gì anh nói. Nói xong bác sĩ Hiền đi vào khóa cửa. Nam thong thả bước đến cầu thang máy rồi bấm nút lúc bước đi trên hành lang nam cảm giác bước chân của chính mình tựa như đang theo một nhịp điệu nào đó một nhịp điệu dường như là đánh thẳng vào trong tâm thức của nam vậy cái thứ âm thanh này thật khó chịu từ trong thang máy một người đàn ông mặc đồ đen bộ dáng cao to đeo khẩu trang bước ra Nam không để ý đến hắn Có thể là một dân cư nào đó của tòa nhà Nghĩ rồi Nam nhanh nhẹn bước trở vào thang máy Bấm xuống tầng Chạy xe về trụ sở Trong trụ sở vẫn sáng đèn Trần Vũ đang ngủ gục ở trên sofa Trên bàn vẫn là hồ sơ của vụ án Nam khẽ ngồi xuống ghế Tiện tay kéo tập hồ sơ trên bàn mở ra đọc lại một lượt tất cả những chi tiết trong danh sách và cả những người có liên quan đến các nạn nhân trong vụ sập cầu của công ty Long Trung. Nhưng những báo cáo điều tra viên gửi về xếp ở trên bàn, những người này dường như chẳng có liên quan gì đến vụ án lần này cả. Bọn họ đều có chứng cứ ngoại phạm phù hợp và đa số đã quên đi câu chuyện đau thương năm nào. Họ đều nhận tiền bồi thường rồi chuyển đến nơi khác không còn có mấy người ở lại trong địa phận thành phố Bắc Sông. Như vậy thì hung thủ dựa vào động cơ nào để giết người? Trong đầu của Nam tràn ngập những câu hỏi hóc búa về tên sát nhân sân thượng nguy hiểm và tàn ác. Trong lúc vô thức, ánh mắt của Nam vô tình liếc nhìn vào một cái tâm để ở trên bàn. Là loại tâm nhọn, thân tâm tương đối to, giống như là cái đầu bút bi. Điều đặc biệt là có lẽ trong lúc ngồi suy nghĩ Trần Vũ đã khéo léo dùng con dao dọc giấy đã điêu khắc những hình thù rất lạ ở trên cái tâm. Hẳn là Trần Vũ phải là một người rất tỉ mỉ cho nên mới có thể điêu khắc trên một vật nhỏ xíu như vậy. Đặt chiếc tâm cẩn thận sang một bên, bởi vì có thể đó là một tác phẩm nghệ thuật của Trần Vũ. Nam lại tiếp tục suy nghĩ về tên sát nhân tên sát nhân này giống như là một bóng ma thoát ẩn thoát hiện trêu đùa với cách làm việc rất táo tợn nếu như không muốn nói là tên sát nhân cực kỳ liều lĩnh thậm chí còn biến thái lên kế hoạch vô cùng chi tiết cho từng vụ từng vụ để khi hắn giết nạn nhân không có một ai biết rằng có người vừa bị tra tấn cho đến chết cả về thể xác lẫn tinh thần địa điểm tên sát nhân chọn là những tòa nhà có đông người chứ không phải là những nơi vắng vẻ như những vụ án thường thường. Những hiện trường diễn ra trong thành phố có lực lượng an ninh đông đảo dày đặc. Đây giống như là một lời thách thức đầy kiêu ngạo của hung thủ đối với cảnh sát. Bỗng nhiên chuông điện thoại bất ngờ đổ trong đêm. Nam lập tức vớ lấy cái điện thoại bàn của đường dây nóng áp lên ống nghe. Một giọng nói pha chút sợ hãi run rẩy như sắp khóc. Phải một lúc lâu sau mới nói được thành câu. Tôi, 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 tôi tôi muốn bảo an ở đây ở, ở, đây có người mới chết càng đến ngay đến ngay quả nhiên không ngoài dự đoán đã có nạn nhân thứ ba bị giết chết trên sân thượng của chung cư hát đường số hai khu cd ngay gần với nhà hát tự do nam cuống cuồng đánh thức trần vũ và anh em đồng đội trần vũ dụi mắt đẩy chiếc áo bảnh tô đang đắp trên người lên cho đỡ lạnh trông có vẻ vẫn còn hơi ngái ngủ cặp mắt cay xẻ zip lại nam phải nói thật to vì sợ trần vũ nghe không rõ có ăn mạng nạn nhân thứ ba ở chung cư hát anh em dậy đi đến giờ trần vũ mới choàng tỉnh chạy lại chỗ cây lavabo hất nước lên mặt cho tỉnh ngủ rồi đôn đốc tất cả các nhân viên cảnh sát dậy tức tốc chạy đến hiện trường của trung cư hát lần này người bị gi... giết bị chặt mất cánh tay bên phải hai chân cánh tay bên trái còn nguyên tên này bị một thanh sắt dài đâm từ hậu môn xuyên qua miệng dẫn đến tử vong thanh sắt giống như là một cái giáo nhọn hoặc có thể như là một cái xà beng được đóng ngập xuống dưới nền dựng đứng miệng và đầu của nạn nhân hướng lên trời bị thanh sắt đâm xuyên hai mắt nạn nhân trợn ngược máu từ vết thương vẫn đang không ngừng chảy ra vừa nhìn qua đã thấy hiện trường quá đỗi khủng khiếp có vài điều tra viên trẻ tuổi không chịu được phải chạy ra một góc bưng miệng mà nôn thấp nôn tháo nam và vũ nhìn xác của nạn nhân mà cũng thấy lợm lợm cổ nạn nhân lần này được xác định là trưởng phòng marketing của công ty Long Trung Tên là Cao Hữu Hùng Khoảng 30 tuổi Qua khám nghiệm sơ bộ Nạn nhân còn bị đóng một chiếc đinh sắt rất lớn cắm xuyên qua đầu Gây thủng hộp sọ Găm ra đằng sau ót Trên những đầu ngón tay và ngón chân Bị tất cả 15 mũi đinh đóng vào Hiện trường chỉ có máu Vẫn còn nhỏ tí tách Và bộ đồ vét bị lột ra vứt trên mặt đất Thi thể của nạn nhân trần chuồng Dương vật đã bị cắt ném xuống. Hai bên núm ngực cũng bị xẻo vứt, làm cho vùng ngực lõm vào tạo thành hai vết thương sâu. Cùng lúc cũng có một tấm gương đặt đối diện với cái xác của nạn nhân. Thời gian tử vong vào khoảng 9 đến 10 giờ tối ngày hôm nay, tức là độ khoảng 1-2 tiếng trước. Khoảng 11 giờ tối, công nhân sửa điện của tòa nhà lái Ngô Vĩnh Long Phát hiện hành lang điện của tầng 30 chung cư bị mất Anh ta mò lên tầng thượng để kiểm tra tủ điện ở bên ngoài Lúc mở cửa đến nơi thì phát hiện xác chết bị đóng cọc sắt giữa nền của sân thượng Cho nên lập tức báo án Cảnh sát phát hiện toàn bộ điện ở bên trong tủ đều bị ai đóng cắt hết Chứng tỏ hung thủ đã cắt điện và nhân lúc tối tăm đã bỏ lên tầng 30 Cũng có thể là hung thủ làm vậy là cố tình muốn nhân viên sửa điện biết được đây có người bị giết Vụ án này còn man dợ hơn cả vụ lần trước Vì thi thể khuyết thiếu rất nhiều bộ phận Nạn nhân bị tra tấn như là ở thời Trung Cổ Phải chịu cái chết từ từ Lúc nạn nhân bị đóng cọc thì khả năng cao là vẫn còn sống Hai mí mắt của nạn nhân cũng bị cắt Để lộ cắm mắt phải lồi ra Bắt buộc phải nhìn chằm chằm vào tất cả những người đang có mặt ở đó hoặc là lúc xảy ra vụ án thì nạn nhân bắt buộc phải nhìn thẳng vào hình phản chiếu của mình ở trong gương. Nam cho hạ xác của nạn nhân xuống, đưa thi thể về để tiếp tục làm khám nghiệm pháp y rồi làm việc với những người có liên quan. Thế nhưng lần này có một nhân chứng đã trông thấy một người mặc bộ đồ công nhân vệ sinh đẩy theo một cái xe rác từ tầng 30 xuống dưới tầng 29. Người này bộ dáng cao to, trên mặt đeo khẩu trang kín mít vì nhân chứng cũng làm trong đội vệ sinh cho nên thấy người công nhân vệ sinh này rất lạ nhớ khá rõ ở trong đội không ai có dáng người như vậy vì người này không giao tiếp hay chào hỏi gì với nhân chứng khi phát hiện thi thể bà ta đã lập tức đến sở cảnh sát để khai báo như vậy bước đầu đã mở ra được một lối về kẻ tình nghi xuất hiện trong tòa nhà bộ dáng cao to không rõ là đàn ông hay phụ nữ bởi vì có đeo một cái mũ che kín hết cả đầu tóc Nạn nhân được xác nhận là Cao Hữu Hùng Là em họ của Cao Toàn Phát Năm nay 29 tuổi Cao Hữu Hùng là trưởng phòng marketing của công ty xây dựng Lâm Trung Phát hiện trong máu của nạn nhân có một lượng lớn Chất dùng để gây tê, cực mạch Người quen của nạn nhân cho biết tốm qua nạn nhân tan làm ở công ty rồi lên ô tô đi đâu không thấy về nhà đến 11 giờ đêm thì phát hiện bị sát hại trên tầng thượng của chung cư hát nguyên nhân tử vong là do mất máu nhiều phần cơ thể bị dùng vật sắc nhọn cắt đứt và biến mất hiện nay không tìm thấy nạn nhân lúc còn sống là người kín tiếng không giao thiệp nhiều nhưng ghi nhận anh ta có một sở thích khá quái đản đó là ngược đái động vật những vụ án giết người rúng động Chỉ vẹn vẹn trong vòng một tháng Đã gây hoang mang cực kỳ cho người dân thành phố Cấp trên gây sức ép Bắt sở cảnh sát số 5 Phải gấp rút điều tra Vì lần này người thiệt mạng Đã là người có liên quan đến huyết thống Của công ty xây dựng Long Trung Chứ không còn là những mối liên hệ bạn bè Hay nhân viên an ninh nữa Phía tập đoàn Long Trung cũng yêu cầu được làm rõ Mong muốn cảnh sát nhanh chóng Bắt được thủ phạm Một số lượng lớn nhà báo từ đâu xuất hiện đến phỏng vấn những người có thẩm quyền trách nhiệm trong sở cảnh sát thực tình đám báo chí này chẳng tốt đẹp gì chỉ chờ sơ hở là lên bài bôi nhọ lực lượng thực thi pháp luật của thành phố đang để cho một kẻ sát nhân hành hoành còn nhớ cách đây vài năm do một tên cướp đang trong lúc bỏ chạy bị đánh gãy ba cái xương sườn đám báo chí đã lên một loạt bài hết sức vô lý yêu cầu cảnh sát không được sử dụng công cụ hỗ trợ hay là súng để chấn áp tội phạm nhằm giảm thiểu nguy hiểm và nhân đạo hơn đối với tội phạm nam lúc đọc xong bài báo đó thì chỉ nhổ toẹt một bãi nước bọt cảm thấy cái lũ nhà báo dởm này là một lũ ăn không ngồi rồi cái thời nào rồi mà còn muốn cảnh sát tay không bắt cướp tước hết những thứ vốn dĩ sinh ra là sức mạnh của người thực thi công lý thì còn đâu là kỳ cương luật pháp làm sao đủ cứng rắn để khiến cho tội phạm khiếp sợ nếu thành phố không có sự quản lý chặt chẽ về truyền thông thì sớm muộn gì lực lượng cảnh sát cũng sẽ bị lũ bồi bút lấy sạch những công cụ chấn áp tội phạm sẽ có một ngày cảnh sát phải dùng chổi quét nhà để đánh nhau với bọn cướp hay là ghế nhựa để đương đầu với lũ giết người lúc đó không biết thành phố này sẽ ra sao nam lẩm bẩm nói trong miệng bực bội cảm thấy ức chế khi cả sở đang nỗ lực ngày đêm vẫn bị hung thủ qua mặt cũng như là bị công kích nói xấu anh biết rõ những kẻ đứng đằng sau thuê báo chí không ai khác chính là công ty long trung bọn họ muốn dùng chiêu bài truyền thông để tạo sức ép với sở cảnh sát nhưng cho dù là truyền thông có kêu gào như thế nào thì quả thực là họ vẫn chưa có bất kỳ một manh mối nào cả trần vũ đến bên nam ngồi xuống châm điếu thuốc hút mãi mới thoát khỏi vòng vây của đám phóng viên như ong vỡ tổ tình hình quá căng thẳng làm cho cả hai mệt mỏi việc này phần nào cũng khẳng định uẩn khúc từ phía công ty long trung có kẻ nào đó thực sự căm giận công ty này cho nên mới chọn những người có liên quan đến cao toàn Phát. kẻ đó là ai chứ trần vũ lẩm bẩm bàn tay lại mân mê con dao dọc giấy rồi xỉa xỉa vào cái tâm giống như là anh ta lại muốn tiếp tục chạm trổ cái tác phẩm của mình vậy. Nhớ lại 6 năm trước, hình như cũng có một vụ án liên quan đến Cao Toàn Phát. Cách đây 6 năm, có một lần phải đến sở uống cà phê vì bạn gái cũ của Cao Toàn Phát bị cưỡng bức hành hạ đến thân tàn ma dại. Nghe Trần Vũ nói, Nam giật mình. Anh lập tức chạy vào văn phòng làm việc. Trần Vũ cũng chạy theo, không hiểu là Nam nghĩ ra điều gì mà hốt hoảng như vậy. Một cảnh sát quản lý hồ sơ nói, Anh Nam, anh anh tìm cái gì vậy? Cậu lấy cho tôi hồ sơ về công ty Toàn Phong, cách đây 5 năm, mau lên. ở à, công ty công ty Toàn Phong, à, à, để xem nào, hình như là là có lưu trữ. Nhưng mà nhưng mà để làm gì à, anh Nam? Thì cứ tìm đi, tôi cần xem lại, cậu đừng có hỏi. Khoảng 30 phút sau, một tập hồ sơ về tập đoàn tên là Toàn Phong được đặt ở trên bàn. Nam trầm ngâm nhìn tập hồ sơ rồi tách từng tẹp ra xem. Công ty Toàn Phong, người đứng đầu là Trần Xuân Chiến, sinh ngày 17 tháng 4 năm 1946, mất ngày 12 tháng 7 năm 2004, tử vong vì treo cổ tự vẫn. Vợ là Trương Thị Thúy Loan, mất ngày 2 tháng 5 năm 2004, lý do nhảy từ tầng 35 của công ty. Nguyên nhân ban đầu là do công ty vướng phải nhiều sai phạm trong tiêu chuẩn xây dựng. Nguyên vật liệu không đảm bảo chất lượng gây hậu quả nghiêm trọng. Thực hiện đấu thầu không minh bạch dẫn đến thanh tra. Công ty phá sản gánh một khoản nợ khổng lồ. Ông Chiến là một người... Ông Chiến ghi nhận là còn một người con gái. Nhưng cô này sau một vụ án bị cưỡng bức năm 2003 đã trở thành người thực vật chưa tìm được ra hung thủ hồ sơ vẫn nằm trong diện điều tra nam đọc một lượt về hồ sơ công ty không hiểu sao trực giác thôi thúc anh rằng việc những cái chết vừa qua hình như có liên quan đến việc của công ty toàn phong và cô gái bị cưỡng bức tên là thu lan nam nói với trần vũ anh tìm hiểu cho tôi xem cô con gái còn lại của ông trần xuân chiến này đang ở đâu và do ai chăm sóc Trần Vũ gật đầu lấy bộ hồ sơ Cả hai đang định ra ngoài ăn tối Thì chuông điện thoại của Nam gieo Nhìn đồng hồ là hơn 10 giờ tối Muộn thế này không biết có chuyện gì mà bác sĩ Hiền lại gọi Lúc ấy khoảng 9 giờ 30 Hiền đóng cửa từ trung tâm trị liệu ra về Hôm nay bầu trời âm u đến lạ Trên đường không có lấy một bóng người Hiền khóa cửa khoác túi sách rồi thả bộ trên đường dẫm lên những lá khô ở bên dưới lạo xạo cảnh vật vắng vẻ bỗng nhiên từ con ngõ nhỏ có một người đàn ông bộ dáng cao gầy mặc một chiếc áo hút đi trùm kín đầu xuất hiện vì đứng ngược sáng cho nên hiền không nhìn rõ khuôn mặt chỉ thấy hắn đi phía sau cô lặng lẽ như một bóng ma hiền có phần thấp thỏm cô dạo bước nhanh hơn như muốn thoát khỏi cung đường tăm tối người đàn ông kia vẫn không rời nửa bước tiếng giày đinh nện xuống đường giữa không gian tịch mịch làm cho hiền lo lắng tim cô đập mạnh hơn hốt hoảng cô móc điện thoại ra nhưng điện thoại báo là không có sóng người đàn ông kia đi nhanh hơn đến đây thì hiền bất ngờ tăng tốc bỏ chạy băng băng qua đường tiếng bước chân phía sau cũng đuổi lên gấp gáp bất ngờ một chiếc taxi chạy đến phanh gấp tài xế ngó đầu ra chửi Đồ điên Qua đường mà không nhìn à Có muốn chết không Hiền luống cuống Vội vàng xin lỗi tài xế Rồi quay lại đằng sau Thế nhưng kẻ kia đã biến mất Hiền đi theo mấy người già đang thể dục buổi tối Khoảng 15 phút sau Đến đoạn đường đông người hơn Đèn cũng đã sáng hơn Phố xá náo nhiệt Bây giờ cô mới cảm thấy nhẹ nhõm Hiền thong thả đi lại về phía khu chung cư cô ở Bấm thang máy đi lên căn hộ Ban đêm ở đây tịch mịch Vì là chung cư mới Cho nên có rất ít người dân Ban đêm ở đây chỉ có một ông bảo vệ già Ngồi trong xe ở bên ngoài Tuyệt nhiên là bên trong không có mấy người trông giữ Hiền bấm thang máy nhìn từng hàng số chạy lên mà tự nhiên hiền hồi hộp khó tả một lúc sau cánh cửa mở ra ánh đèn thang máy đối lập với bóng tối của hành lang làm cho hiền thấy có gì đó do dự hình ảnh người đàn ông ban nãy như ám ở trong đầu cô một lúc lâu sau hiền mới thận trọng bước chân ra ngoài Dãy hành lang với những phòng san sát nằm ở hai bên Phòng cô nằm ở cuối dãy Hiền chậm chậm bước đi Không gian yên tĩnh Điện của hành lang không bật Chỉ có một ngọn đèn chùm vàng đặt ở những chậu cây cảnh Hắt cái thứ ánh sáng mờ mờ như là đèn ngủ chiếu lên Hiền bước đi được một nửa hành lang thì đằng sau Có tiếng thang máy mở ra Cô bất ngờ quay đầu lại Người vừa bước ra có bộ dáng cao gầy Mặc bộ đồ đen Áo hút đi trùm kín đầu Hắn bước ra khỏi thang máy Đứng nhìn Hiền chăm chăm Hiền giả bước chân nhanh hơn Người kia cũng đi nhanh theo Đến trước cửa Hiền run run bấm số mở khóa nhà Nhưng có lẽ vì quá sợ Nhập mãi mấy lần vẫn chưa đúng Người đàn ông từ 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 tiến về phía cô trong hành lang tịch mịch hiền mơ hồ có thể nghe rõ tiếng thở phì phò của người đó hắn đi nhanh dần nhanh dần còn hiền thì điên cuồng bấm số người đàn ông cuối cùng tiến tới chỉ cách hiền còn mười mét thì bất ngờ cửa mở hiền lao vào trong phòng đóng cửa lại cô ôm ngực thở hổn hển khóa tự động đóng cạch một cái tiếng bước chân ở bên ngoài đi qua đi lại một hồi hình như kẻ lạ mặt đứng ở ngay bên ngoài cánh cửa chỉ sau một bức tường hiền nghe ngóng trong đầu nghĩ đến nam tiếng bước chân ở ngoài hành lang vọng xa dần hiền áp tai vào cửa lắng nghe Cô mở điện thoại. Tìm số gọi cho Nam. Nhưng chẳng hiểu sao, cô lại bấm số của Nam chứ không phải bất kỳ ai khác. Nam chuẩn bị đi ăn với Vũ, nhận được điện thoại, vừa bắt máy nghe thì đã thấy giọng của Hiền nói như sắp khóc. "Anh à, anh Nam anh đến ngay đi. Có, có có người theo tôi về đến tận nhà. Hắn hắn vẫn đang ở ngoài. Hắn vẫn đang ở ngoài." Nam nghe đến đây, vội bảo Trần Vũ cứ ăn trước, mình có việc gấp. Trần Vũ còn chưa kịp hiểu gì thì Nam đã phóng xe đi, vẻ rất vội vã. Đến chung cư vì đã biết trước nhà của Hiền, Nam bấm thang máy, rút sẵn khẩu súng cầm trên tay. Cửa thang máy vừa mở, Nam lập tức chĩa về phía hành lang, thế nhưng hành lang trống tênh không có ai cả. Chạy đến phòng số 12T8, Nam bấm điện thoại. Tiếng chuông ở trong phòng vang lên, Bây giờ Nam mới thở phào nhẹ nhõm Yên tâm hơn Alo anh anh đâu rồi Anh đến chưa Cô mở cửa đi tôi đây rồi Hiền mừng rỡ Chạy ra thận trọng từ từ hé cửa Thấy Nam Hiền mở bung cánh cửa rồi nhào ra ôm chầm lấy anh Vẻ sợ hãi trên gương mặt Như muốn sắp khóc Nam khẽ an ủi Không sao có tôi đây rồi Hắn Hắn theo cô từ bao giờ Hiền kéo Nam vào phòng Đóng cửa lại Bảo anh ngồi xuống ghế Cô nhẹ nhàng Anh ngồi đây Chờ một lát Tôi, tôi muốn đi tắm để cho bình tĩnh đã Nam miễn cưỡng ngồi xuống sofa Nhìn căn phòng bài trí rất nghệ thuật Những bức tranh do Hiền tự tay vẽ Sắp xếp rất có ý đồ Khiến cho căn phòng trở nên ấm áp Không gian cũng rất dễ chịu Mùi nến thơm tỏa ra Nam ngả lưng vào ghế Rồi như không biết làm gì liêm diêm mắt ngắm những bức tranh một cách si mê trong nhà tắm có tiếng xả nước hiền mở vòi cho nước chảy xuống làn hơi nóng từ vòi hoa sen bốc lên mù mịt những giọt nước lăn tăn chảy trên người làn da trắng nõn bầu ngực căng tròn đầy sức sống nước chảy trên da chảy xuống nền nghe tí tách làn tóc ướt vuốt ngược ra sau hiền lim diêm ngẩng mặt lên tận hưởng những giây phút khoan khoái nam cảm thấy bối rối khi nghe những âm thanh đó anh vội vàng đảo mắt nhìn quanh cố coi như là để làm gì đó cho mình khỏi đứng trơ ra như thế này nheo nheo mắt nhìn vào những bức tranh bất giác ánh mắt của nam dừng lại ở một bức tranh một bức tranh sơn dầu vẽ lại một hình ảnh một tấm gương tấm gương đó lại phản chiếu ra bên ngoài ô cửa sổ cái không gian ở trong bức tranh này rất là có lẽ một họa sĩ nào đó phải có một cái đầu rất thông minh mới có thể vẽ ra được một cái phối cảnh không gian như vậy hai mươi phút sau hiền bước ra trên người cô vẫn mặc bộ áo choàng tắm tay cầm một cái khăn lông lau cho tóc đỡ ướt ngồi xuống ghế hiền nói anh anh xấy tóc giúp tôi được không nam bối rối chưa biết làm sao hiền đã đưa cho anh cái máy xấy nam cắm điện rồi bật máy mùi sữa tắm phả ra từ gáy của hiền khiến cho nam có chút do dự hít một hơi thật sâu bàn tay của nam run run đặt lên từng lọn tóc của hiền hơ qua hơ lại cho hơi ấm thổi vào hiền cũng tự nhiên ngồi kể lại cho nam nghe những chuyện đã xảy ra với mình giọng nói tha thiết gần gũi không giống như những buổi trị liệu mà hai người thường ở trung tâm sau gáy của hiền nam phát hiện có một vết sẹo dài ẩn sau lớp tóc hình như đã bị một vật gì đó làm rách Nam sấy tóc xong Đặt chiếc máy xuống Anh hỏi Cái vết sẹo này Cô bị làm sao đây À Là do một lần nghịch dại Anh trai tôi làm đó Từ lúc tôi còn nhỏ Vết sẹo theo tôi đến tận bây giờ Cô có nhìn thấy mặt hắn không Người theo cô về đây đó Hiền lắc đầu Không Hắn che mặt kín mít Ánh sáng cũng không đủ Tối quá đó Vậy bây giờ cô tính sao Cảnh sát không thể nào đi theo bảo vệ cô 24 trên 24 được Tôi nghĩ cô nên thuê vệ sĩ riêng Đó cũng là cách tốt nhất Hiền không đáp vào chủ đề Mà chỉ hỏi một câu rất lạc lõng Sao anh lại tức tốc chạy đến đây như vậy Nam bối rối Ờ à, à, tôi, tôi Tôi không muốn thấy cô gặp nguy hiểm Tôi, tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ ai phải chết nữa Cô biết đấy Đồng đội của tôi đã từng bỏ mạng trong một vụ án cách đây 6 năm, tôi không muốn điều ấy lặp lại thêm một lần nào nữa. Hiền nói, "Còn tôi, không phải là vì anh lo lắng cho tôi sao?" Hiền tiến lại gần hơn, đây là lần đầu tiên cả hai gần nhau đến như vậy. Hơi thở ấm nóng dồn dập, nhịp tim trở nên nhanh hơn. Hiền nhìn thẳng vào mắt nam, bờ môi như sát lại. Nam trong lúc bối rối thì vội vàng đứng dậy, giọng luống cuống À, 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 tôi 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 nghĩ là cô nghỉ đi tôi tôi phải về rồi Nam vừa quay người bước đi thì đôi tay của Hiền đã nắm kéo Nam lại em muốn anh ở lại đây với em chỉ hôm nay thôi được không Đôi tay ấm áp của Hiền như làm dịu đi những bão tố trong người Nam trái tim chưa có được một lần có được tình yêu Cuộc đời chưa bao giờ có lấy một giây thanh thản và hạnh phúc Thế nhưng ngày hôm nay ở bên cạnh Hiền Nam như tìm lại được phần nào cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó Nam ôm chầm lấy Hiền Đặt lên môi cô một nụ hôn Cả hai bắt đầu cuồng nhiệt xoắn lấy nhau Tựa như là có một mãnh lực nào đó thôi thúc họ không thể dừng lại Họ hòa vào nhau là một thể Trở thành những con người yếu đuối và trần tục nhất cứ như vậy trong căn phòng khách một không gian rất ấm áp dễ chịu những thứ ở trên người họ cứ tuột dần tuột dần ra hiền cứ như là một nghệ sĩ khiêu vũ đang dìu nam bước theo những bước nhảy tuyệt đẹp 6 giờ sáng ngày hôm sau Nam bật dậy Đầu đau như bố bổ Hiền vẫn còn nằm bên cạnh Gác một tay lên ngực Hơi thở của cô đều đều Trên người cả hai không một mảnh vải Nam nhớ lại đêm điên cuồng Hôm qua thì không khỏi thở dài Chẳng phải vì anh không thể kiếm được tình yêu cho bản thân mình Mà vì anh sợ cái nghề nghiệp Luôn phải dấn thân vào ngưỡng cửa tử thần Có thể cướp đi bất kỳ lúc nào ở bất kỳ khoảnh khắc nào những người thân yêu của anh đó là nỗi đau ràn vặt cho người ở lại cho nên nam chưa bao giờ có ý định yêu hay là xa hơn là kết hôn và cũng là để không phải nhìn thấy những người thân bên cạnh mình vì mình mà gặp nguy hiểm nỗi sợ sâu thẳm và đầy ám ảnh khiến cho mỗi khi anh nghĩ đến chuyện kết hôn đều muốn gạt đi nam đặt hiền nằm ngay ngắn ở trên sofa rồi từ từ mặc quần áo anh không muốn đánh thức cô dậy Để rồi cả hai trở nên bối rối Nam lấy bút viết lại một mảnh giấy Vài dòng nhắn ngô nghe Đặt cốc nước đè lên Anh anh về sở có việc Em cứ ngủ đi Sau đó bước ra ngoài Cửa tự động khóa lại Nam ra khỏi thang máy Chạy lấy xe rồi về sở Lúc này Trần Vũ đã đi đâu Đang chưa biết Tính làm sao vì việc đêm qua quá bất ngờ những dư âm của cuộc ái ân cũng chưa thể nào phai nhạt trong tâm trí. Lúc này, Trần Vũ gọi tới, Nam bắt máy nghe. "Alo, Nam. Cậu đến ngay bệnh viện X, tôi có vài thông tin cho cậu đây. Tôi đã tìm ra nơi mà cô gái cậu cần tìm rồi." "Sao? Bệnh viện X? Anh có gì ở đó?" "Thì tôi đã nói rồi, cứ đến đi, tôi chờ cậu ở sảnh." Chạy đến bệnh viện X Đã thấy Vũ đang ngồi cạnh bác sĩ Hai người như đang trò chuyện điều gì đó Xung quanh chỉ có vài bóng bệnh nhân đi lại Có dăm cô y tá đẩy xe thuốc đi các phòng tiêm Ngoài trời hôm nay mây xám xịt Không có lấy ánh nắng dọi xuống Trông mọi thứ ảm đạm và nặng nề như đang muốn mưa Nắng dọi vào bên trong một tia yếu ớt Vừa bước vào Nam nhìn khắp lượt Giới thiệu với cậu đây là bác sĩ Lâm. Tôi đã có trao đổi qua một chút. Giới thiệu với bác sĩ, đây là Nam, thuộc đội điều tra đặc biệt của sở cảnh sát số 5. Nam lịch sự bắt tay bác sĩ Lâm, Trần Vũ tiếp. Đây là bệnh viện mà cô con gái của Trần Xuân Chiến đã từng điều trị khoảng 3 năm ở đây. Nam vui mừng, vậy bây giờ cô ấy ở đâu? Vũ chưa kịp trả lời, bác sĩ Lâm đã đáp thay, giọng nói ngập ngừng xúc động, ờ cô ấy Cô ấy, cô ấy mất rồi cách đây vài tháng khổ cô ấy cũng chẳng còn người thân ở bên cạnh cũng cũng chẳng còn ai túc trực chăm sóc cả tất cả đều là chỉ có bác sĩ và y tá chúng tôi ở bên cạnh mà thôi nam sừng sốt bác sĩ nói sao cái gì cô mất mất cách đây vài tháng vậy người đến thanh toán viện phí cho cô là ai bác sĩ lâm nhắc lại Cô ấy không có người chăm sóc Tiền viện phí Được một người lạ có quan hệ thân thiết với cô ấy Nhưng chưa từng lộ mặt Chuyển tiền từ nước ngoài thanh toán Theo từng năm cho bệnh viện Cho đến cách đây khoảng 1-2 năm Thì cứ vài tháng hoặc là hàng tuần Có một người đàn ông mang hoa và quà đến Người này trong bộ dáng cao to Tầm tuổi trung niên Ông ta xuất hiện đều đều trong bệnh viện Cho đến ngày cô gái kia mất Thì không trở lại nữa Nhưng ít ra trước khi mất Cô gái kia cũng làm được một điều ý nghĩa Ý nghĩa? Ý nghĩa là sao? Người nhà bệnh nhân đã đồng ý hiến tặng để cứu người Tuy vậy thông tin người được hiến tặng thì tôi không tiết lộ được Đó là bí mật mà cả hai bên đều bắt bệnh viện cam kết Nói chuyện một hồi, nam thở dài Vậy cô ấy được an táng ở đâu? Bác sĩ Lâm bồi hồi Tôi nhớ không lầm thì là Nghĩa Trang Hòa Bình Hàng thứ tư, Tôi là người chăm sóc cho cô ấy mấy năm cho nên tôi nhớ rất rõ họ tên Trần Thu Lan Mất ngày 24 tháng 4 Nam kéo Trần Vũ đứng dậy Từ biệt bác sĩ Lâm Hai người chờ cho ngớt mưa Lấy xe phóng đi Địa điểm là Nghĩa Trang Hòa Bình Trần Vũ thắc mắc Này cậu đến đây làm gì Tìm người Tìm, tìm ai Nam cười Trần Thu Lan Để xem liệu cô ấy có mách bảo tôi một chút manh mối gì hay không Cơn mưa nhỏ lất phất, tuy không xối xả nhưng cũng đủ làm ướt quần áo. Nghĩa trang nó giống như tất cả những nghĩa trang khác trên thế giới. Vắng vẻ, lạnh lẽo và cô tịch. Những hàng bia san sát nối tiếp nhau, thành đủ loại kích cỡ. Nam chăm chăm nhìn vào tấm bia, lẩm bẩm đọc họ tên những bia mộ. Trần Vũ đi theo mà chẳng hiểu chuyện gì. Này, ê, ê, tôi... tôi... Tôi, tôi nghe người ta bảo là không nên đọc tên ở, ở, ở trên bia mộ đâu nam chợt dừng lại quay lại đối diện với trần vũ sao vậy à, à, như thế thì như thế thì người chết sẽ đi theo theo cậu đó <laughs> nam vỗ vai trần vũ sau đó châm một điếu thuốc rít sâu một hơi anh vũ này chúng ta là cảnh sát Chúng ta không được quyền sợ bất kỳ điều gì Kể cả là hồn ma Anh hiểu không? <laughs> Anh uống thuốc đi cho bình tĩnh Nam cất bước đi trước Lại tiếp tục lẩm bẩm đọc tên ở trên bia mộ Trần Vũ đứng lại mà bất giác dùng mình cho đến khi Nam dừng lại Đọc thật to Trần Thu Lan Mất ngày 24 tháng 4 Hưởng Dương 27 tuổi Trên tấm bia Có bức hình ốp đá Là một cô gái xinh đẹp Có lẽ là hình ảnh cắt ra từ ngày còn nhỏ Cô gái nở nụ cười Có má núm đồng tiền Đây là bức hình chụp hồn nhiên tươi đẹp nhất Mà người làm bia có thể chọn trên bia mộ vẫn còn đặt một bó hoa cẩm chướng rất to còn tươi mới, chứng tỏ là có người thường xuyên tới đây để thăm mộ. Vừa hay, nam để ý trên bia mộ có khắc ký hiệu một chòm sao. Đúng vậy, nếu như nam nhớ không nhầm. Đây là chòm sao Thiên Cầm, hay còn gọi là Lyra theo cách gọi của nước ngoài. Chứng tỏ là khi còn sống Cô gái này rất thích tròm sao này Cô thích tròm sao chức nữ Vì điểm cuối của tròm sao này Chính là sao chức nữ Là một cô gái mộng mơ lãng mạn Và trong sáng Nam quay sang nhìn Trần Vũ Ánh mắt có chút lạc thần Một vẻ bàng hoàng Vừa lúc Nam để ý xa xa Đằng sau những ngôi mộ dáng một người đội mũ Lưỡi trai đang đứng nhìn về phía bọn họ chân chân nam bất giác nhận ra kẻ đó không ai khác rất có thể chính là hung thủ ánh mắt của hắn để lộ ra một luồng sát khí lạnh người mặc dù là khuôn mặt được bịt kín vốn dĩ là một cảnh sát thường xuyên tiếp xúc với tội phạm cho nên nam rất nhạy cảm với cái luồng sát khí đó trần vũ cũng nhận ra người đàn ông kia anh kia đứng lại cảnh sát đây đứng lại nói rồi cả hai tức tốc xông lên người đàn ông kia cũng quay người rảo bước đi lẩn khuất sau những bia mộ cho đến khi họ đuổi tới nơi thì người đàn ông kia đã biến mất không một dấu vết nam nói không hiểu sao Tôi có linh cảm hắn chính là kẻ giết người mà chúng ta đang cần tìm Trần Vũ thở dài ai, Cậu xem đủ chưa Cũng có thể chỉ là một ai đó đi thăm mộ thôi Nhưng cũng không phải là không có thể đâu Kẻ giết người biết đâu bám theo chúng ta Nam cha súng vào bao Xem đủ rồi Tôi có linh cảm cô gái này và người đàn ông lạ mặt kia Có liên quan đến những vụ án giết người gần đây đâu Tôi... Tôi chưa hiểu động cơ của hắn là gì Để chúng ta có thể ngăn chặn tôi hoàn toàn không đoán ra nổi thời điểm công ty toàn phong vẫn đang lớn mạnh thì công ty long trung lúc đó cũng đâu có phải là công ty có vị thế trên hiện trường như bây giờ chỉ là công ty toàn phong sụp đổ vợ chồng trần xuân chiến tự vẫn thì công ty long trung mới vươn lên những nghi vấn suy luận của nam như đang vẽ ra một lối đi có phần đúng đắn đào sâu vào gốc rễ của vấn đề đến những vụ giết người đầy man dợ con đường sáng tối ranh giới giữa trắng đen như lóe lên tối ngày hôm đó bác sĩ hiền rời khỏi văn phòng lúc ấy là mười giờ hôm nay cũng là một ngày tăm tối và tịch mịch vẫn là con đường vắng bác sĩ hiền vẫn như mọi ngày đi bộ phía sau lưng người đàn ông lạ lại xuất hiện tiếng giày lại lột cục vang lên trong đêm Hiền nhìn về phía sau Người đàn ông đứng im chăm chăm nhìn về phía cô Hắn tiến lại gần hơn Hiền cảm giác Đôi chân của cô như là bị cùm lại Cô không dám bước Cô đứng như trời trồng Nhìn theo ánh mắt sắc lạnh Của kẻ đang đứng sau lưng mình Hiền thấy Hắn lấy từ trong túi ra một vật gì Phản chiêu ánh sáng loang loáng Hiền không non rõ Chỉ biết là hắn đi nhanh dần nhanh dần rồi bất ngờ khựng lại. Dường như hắn cảm thấy có điều gì đó bất thường, hắn quay đầu bỏ chạy. Cùng lúc đó một tiếng quát lớn, "Đứng im, nếu không tao bắn đấy. Mày đứng im." Người kia quay đầu lại, rồi bất ngờ phi thẳng vật sắc nhọn về phía người vừa quát. Nhìn ra đó là Trần Vũ Nam cũng xông lại nổ súng chỉ thiên Nhưng hắn vẫn cắm đầu bỏ chạy vào con gõ nhỏ Nam và Trần Vũ lập tức gật đầu rồi đuổi theo Cuộc giật đuổi diễn ra ngay trên phố Trở nên rất căng thẳng Loang loáng qua những con ngõ tăm tối Bác sĩ Hiền lúc này Được hai nhân viên cảnh sát bảo vệ Đưa về sở kẻ mặc áo đen dường như rất thông thạo địa hình ở đây hắn lao vun vút nhanh nhẹn nhảy qua các bậc thang các lan can tựa như đã quen lắm rồi hai người cũng nhanh nhẹn không kém bám sát theo đằng sau bởi vì ở đây có rất nhiều nhà dân họ không dám tùy tiện nổ súng sợ đạn lạc vào người vô tội nam và vũ nghiến răng nghiến lợi đuổi theo người áo đen thoát một cái nhảy vào căn nhà nằm ở ngay bên trong con dốc nam và vũ bám sát theo đằng sau căn phòng đối diện lóe lên một ánh điện vàng đỏ trông xa như là một căn phòng chết bất ngờ từ trong góc tối một bóng đen lao ra trên tay vung lên một con dao to bản bổ xuống vũ nổ súng viên đạn bắn vào tay con dao văng sang một bên rơi xuống đất leng keng kèm theo đó là tiếng hét đau đớn của kẻ thù ác Nam tức thì lao tới Ôm ngang bụng Quật kẻ đó xuống sàn Dùng đòn khóa chấn áp Bắt hắn nằm dạp ở trên đất Vũ dí súng vào đầu Mẹ mày chứ Mày nằm im không tao bắn cho bụng sọ ra đó Sau đó đưa tay lột mặt nạ Có vài ba cảnh sát lúc này cũng đuổi theo sông vào Ánh đèn vừa bật mở Nam lột tấm khăn che mặt của kẻ thù ác thì bàng hoàng Nhận ra người bị đẻ dưới đất anh 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 là Nam nhận ra Đây là gã nhà văn Vẫn thường xuyên lui tới trị liệu Ở trung tâm của Hiền Hắn và Nam đã chạm mặt nhau mấy lần Khắp trong căn phòng là những hình ảnh của Hiền Dán la liệt ở trên tường Là những bức hình do gã nhà văn chụp trộm Cảnh sát còn phát hiện ra trong tủ và ngăn kéo Có số lượng lớn các băng đĩa phim đổi trụy khiêu dâm Cùng với một con búp bê tình dục vẫn còn đắp chăn Trên mặt dán ảnh của Hiền Tất cả mọi người có mặt đều không thể hiểu nổi Tên nhà văn biến thái này đã theo dõi Hiền từ bao giờ Và có những bức hình nhạy cảm này từ bao giờ Thế nhưng Hắn đã xây dựng thành một bộ sưu tập vô cùng đồ sộ Những hình ảnh của Hiền Cùng với rất nhiều những cô gái ở trên phố có vẻ mặt na ná như hiền Một tên cuồng dâm sinh hoang tưởng chính hiệu Tên nhà văn nằm rũ rượi, rôn rẩy rẫy đành đạch Một tiếng sau, tên này đã được đưa về trụ sở Để làm việc sau khi đã được xử lý vết đạn bắn Theo lời khai của kẻ tình nghi Tên này là Dương Văn Linh Năm nay 29 tuổi, độc thân, không có bạn gái Bố mẹ ở thành phố khác Tốt nghiệp khoa văn của trường đại học X có một số tiểu thuyết khiêu dâm trên internet Hoặc blog cá nhân Nghề nghiệp chính là nhà văn Sở thích là xem phim khiêu dâm và nhiếp ảnh Ban đầu xác định tên này có ý đồ xấu với nạn nhân tên Hiền Qua lời khai thì hắn say mê nạn nhân Trong một lần bắt gặp người này trên đường Hắn đã nảy sinh ý đồ chụp trộm Theo dõi Thậm chí là còn có ý định đột nhập để ăn trộm nội y của cô Tệ hơn là hắn đã đóng giả bệnh nhân của Hiền Chỉ để mỗi sáng đến gặp cô ngắm nhìn đôi môi cô nói chuyện. Qua lời khai có phần ghê tẩm của tên nghi phạm biến thái, ai nấy không khỏi phẫn nộ vì những hành vi bệnh hoạn. Vũ đập tập hồ sơ lên bàn. "Mày có quen ai trong số ba người này không?" Vũ chìa ra ba tấm ảnh của ba nạn nhân trong các vụ án sân thượng. Vũ Văn Linh nhìn một lượt mấy tấm ảnh rồi đến những tấm hình hiện trường vừa nhìn thấy ảnh nạn nhân bị chặt chân tay như vậy thì nhào ra một góc mà nôn thốc nôn tháo mặt xanh lét lắc đầu sợ hãi nhìn cử chỉ này của gã thì xem ra vũ văn linh lại chỉ là một tên biến thái bị ảnh hưởng bởi các băng đĩa khiêu dâm cho nên sinh ra những trò bệnh hoạn thôi chứ tuyệt nhiên không thể nào là kẻ giết người trên sân thượng được những ngày xảy ra vụ án, vì không có bạn bè, cho nên Vũ Văn Linh thường ở trong phòng đóng cửa xem phim, tuyệt đối không ra ngoài. Nếu như có ra ngoài thì cũng chỉ là nổi hứng bám theo Hiền mà thôi. Vì vậy tên này vẫn nằm trong diện tình nghi đặc biệt nguy hiểm phải tạm giam để chờ thẩm vấn. Một lúc sau thì bạn trai của Hiền cũng đến. Cao Toàn Phát lái xe thẳng vào cửa trụ sở. Anh ta làm ầm cả lên đòi gặp bạn gái. Lúc này Nam mới bước ra. Có chuyện gì vậy? Đây là sở cảnh sát chứ không phải là tập đoàn Long Trung nhà anh. Nếu như anh dám làm loạn ở đây, tôi bẻ gãy tay anh đó." Cao toàn phát cười lớn. <cười> "Mày đừng tưởng mày hầu ai để rồi xem. Mày dám đem bạn gái tao ra làm mồi nhử hả? Việc này chẳng phải là gây nguy hiểm cho cô ấy sao? Chúng mày là lũ bất tài. Em họ tao chết, nhân viên công ty tao chết. Chúng mày vẫn chưa tìm ra thủ phạm." Mày đòi bẻ gãy tay tao à Ờ à, Tao sẽ cho mày Mày Cả thằng kia Tất cả chúng mày nghỉ việc Chờ đi Nói xong Hắn kéo tay Hiền lôi đi Nam định cản lại Thế nhưng Vũ lắc đầu Chỉ thấy bác sĩ Hiền nhìn theo Nam Ánh mắt của cả hai trở nên bối rối Đêm hôm ấy Không phải nói thì có lẽ cũng biết Là đêm khiến cho cả hai cảm thấy tội lỗi nhưng dư vị nó động lại trong tâm trí của hai người không đơn giản Ai... Trần Vũ thở dài Cái đám nhà giàu này Cả ngày nó càng không coi ra gì nữa Bọn mình thì vào sinh ra tử Để cứu mọi người Bảo vệ mọi người Cuối cùng thì nó chửi cho mình vút mặt không kịp Nam nói Nếu như mà anh không cản tôi đó Mẹ Tôi đấm chết mẹ nó rồi sau một đêm khai thác thông tin với dương văn linh mà không có mối liên kết nào với kẻ tình nghi nam và trần vũ mệt mỏi ngồi ở trong phòng ăn của sở ở lác đác có một vài nhân viên cảnh sát đang ở đây ai nấy đều tỏ rõ sự căng thẳng những cặp mắt thiếu ngủ những gương mặt xanh xao nặng nề cùng lúc này tại trung cư l trần vĩnh sâm một trong những tay chơi khét tiếng sở hữu cửa hàng chuyên buôn bán các loại siêu xe bước xuống khỏi ô tô trên nền bãi đậu xe của tòa trung cư vắng vẻ lúc ấy là khoảng một giờ đêm sau khi đi nhậu và phóng xe mạt mạng trên đường trần vĩnh sâm còn sử dụng thêm một ít chất kích thích ép cho mình thật phê bấm thang máy cửa thang máy mở ra một nhân viên vệ sinh cùng với một cái xe chở rác đã đứng chờ sẵn ở trong thang máy Bước vào nhìn nhân viên vệ sinh với ánh mắt khinh bỉ. Xâm nhổ tuẹt bãi nước bọt xuống nền thang máy. Rồi ngoảnh mặt đi. Hắn không biết rằng là chính bản thân hắn đang đối diện với tử thần. Cái chết đã cận kề sát bên. Người nhân viên vệ sinh cho tay vào trong túi. Móc ra một mũi kim tiêm. Rồi bất ngờ đè đầu Trần Vĩnh Xâm xuống. Cắm thẳng vào gáy của hắn. Xâm phần vì đang phê thuốc phần vì say rượu chỉ một lúc đã nằm gọn trong xe chở rác thang máy dần dần chạy lên đến tầng cao nhất của tòa nhà trần vĩnh sâm mắt rỉ ra dòng nước mắt toàn thân tê cứng không tài nào hét lên được người mặc đồ công nhân vệ sinh kia trói sâm vào cột rồi từ từ cởi khẩu trang trên mặt nhìn thẳng vào sâm trần vĩnh sâm dường như nhận ra đây là một người mà mình đã biết muốn dãy ruộng để bỏ chạy thế nhưng bất lực người kia đẩy tới một tấm gương lớn đặt trước mặt sâm từ từ lột hết quần áo giày dép của sâm lôi ra trong túi một cái cưa sắt đã hoen dỉ một cái búa và vài cái đinh sát nhân mở đôi mắt to Nhìn xâm rồi nở nụ cười điên dại Cảm giác bất lực khi đối diện với cái chết Chính bản thân mình đã từng một lần chứng kiến Những con vật mà xâm đã từng ra tay giết hại Những con thú cưng đã bị từng bị xâm bóp chết Nó cũng y như lúc này vậy Xâm nhớ lại Ánh mắt bất lực của những con thú cưng lúc đó Như đang van lên mình nó cũng giống y như Sâm lúc này đang muốn van lơn kẻ thù ác Người kia dựng Trần Vĩnh Sâm ngồi dậy Máu của Sâm từ từ dỉ ra Chảy xuống bên bắp đùi Kẻ sát nhân thì thầm vào tai Sâm Tôi thay dơ bẩn của mày Đã trả đạp lên phụ nữ Trả đạp lên một cô gái vô tội Mày không cần đôi tay này Đôi tay này của mày sinh ra để làm điều dơ bẩn Cho nên Tao Tao sẽ giúp mày Loại bỏ nó <laughs> Kẻ sát nhân dùng cưa sắt Chậm chậm cưa đứt 10 đầu ngón tay của Trần Vĩnh Sâm Rồi lạnh lùng ném xuống đất đôi mắt của sâm đã lờ đờ vì mất máu kẻ sát nhân lôi ra một cái rìu nhắm thẳng xuống cánh tay phải của trần vĩnh sâm mà nghiến răng nghiến lợi chặt mạnh xuống sáng sớm ngày hôm sau Ông Kim là bảo vệ trung cư được người dân báo Có người đẩy xe rác Làm dây chất bẩn ra hành lang Chất bẩn ở trên nền đất Lại có mùi tanh hôi đen xì như là máu đỏ Chảy dài từ trên hành lang chạy xuống dưới Ông già Kim lần theo dấu máu lên sân thượng Thì giật mình kinh hãi Bởi vì ở trên đó là thi thể của một người không còn nguyên vẹn Sở cảnh sát số 5 lại được báo tin đến hiện trường. Trần Vĩnh Sâm, chủ một gara ô tô có vốn làm ăn chung với Cao Toàn Phát, là bạn chơi chung cùng với Cao Toàn Phát trong những bữa tiệc đế vương nổi tiếng. Người này có tiểu sử nghiện ma túy, từng bị bắt vì tội sử dụng trái phép chất kích thích cách đây ít lâu, sau đó được bảo lãnh rồi tha bổng, yêu cầu cai nghiện bắt buộc. Qua khám nghiệm hiện trường cho thấy nạn nhân bị chặt đứt và lấy mất một bên tay phải và mười đầu ngón tay cũng bị một vật sắc cắt đứt ném trên đất. Dương vật cũng bị xẻo và đóng đinh ở trên tường. Phát hiện ra một tấm gương nằm đối diện với xác của nạn nhân. Trong máu phát hiện trước khi chết nạn nhân có sử dụng rượu và ma túy cùng với một lực lớn thuốc gây tê. Nạn nhân khi còn sống là một người thiếu đứng đắn từng bị nhân viên nữ tố cáo hành vi sàm sỡ. Nạn nhân cũng là người ưa bạo lực người nhà cho biết nạn nhân có sở thích bệnh hoạn là nuôi thú cưng, khi nào chán sẽ tự tay bóp chết rồi mang đi chôn. Cầm tập hồ sơ trên tay thì ai cũng ngao ngán, khi biết kẻ nằm dưới đất kia cũng là kẻ chẳng đàng hoàng tử tế gì. Vũ nói, hắn ta bị cắt đứt 10 đầu ngón tay, chính là vì bàn tay của hắn đã gây ra những việc dơ bẩn. Trần Vĩnh Sâm bị trừng phạt vì chính tội ác mà hắn đã gây ra xem chừng tên sát nhân này không chỉ là một kẻ thích giết chắc bờ bãi đâu mà là kẻ rất hiểu rõ các nạn nhân của mình hiểu rõ câu chuyện phía sau hơn cả chúng ta nhiều nam suy luận của cậu có thể đã đúng những kẻ này có liên quan đến vụ án cưỡng bức 6 năm về trước vậy vậy thì là ai nhỉ kẻ sát nhân sân thượng này ra tay một mạng người nữ bị giết nhìn cảnh tượng trước mặt thì tất cả đều ngao ngán khi tất cả biết Nghi phạm vừa bắt được hôm qua Không phải là kẻ sát nhân sân thượng Vì trong lúc vụ án của Dương Văn Linh Đang diễn ra thì hung thủ lại ra tay Giết hại sâm một cách dã man Đây giống như là một lời thách thức vậy Mọi hướng đi hóa ra đều sai Lúc này Xếp đình đập bàn quát Nếu như các cậu không làm được việc Thì nghỉ đi Từ chức nộp lại thẻ và súng của mình đi suốt một thời gian dài rồi không tìm được ra hung thủ số người bị giết càng lúc càng tăng tôi đã sai lầm khi để cho hai sĩ quan bất tài vô dụng như các cậu làm chuyên án này đâu thanh tra trần vũ cậu cũng nghỉ phép đi việc ở đây tôi giao cho người khác cục cảnh sát ở trên đã đưa người xuống hỗ trợ rồi cậu đàm cũng không cần tham gia nữa tôi đã có quyết định rồi ngay ngày mai hai người rời khỏi vụ này đừng để tôi thấy mặt các cậu trong tháng này ở sở đi phải nghỉ ngồi đi, đi ra ngoài đi, đừng nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Lúc này hai người vừa hậm hực bước ra thì có một cảnh sát viên cầm tới một lá thư, à, có, có có người gửi thư nạc danh tới trụ sở, tự tự xưng l, là hung thủ, thách thức lực lượng cảnh sát tìm ra hắn. Nội dung trong thư chỉ vẹn vẹn vài chữ: "Tao rất thất vọng vì chúng mày." Chúng mày chỉ có thể bất lực nhìn từng người từng người một chết đi trong đau đớn mà chẳng thể làm gì. Một kẻ như tao lợn vờn ngoài vòng pháp luật. Chúng mày thực sự đáng thương. Hắn sẽ là kẻ cuối cùng phải chết. Chết ở nơi mà tội ác bắt đầu. Nam đọc xong lá thư. Lời lẽ này như là một của một kẻ điên. Nét chữ ngoạch ngoạc như chứa đựng đầy căm phẫn. Anh trao bức thư cho nhân viên cảnh sát rồi kéo Vũ ra ngoài. Vừa lúc ấy, có vài sĩ quan khác mặc cảnh phục Trông rất lạ mắt Bước xuống từ ô tô Họ chẳng thèm chào hỏi ai Nhìn biển số thì không phải là người của thành phố Bắc Sông Có lẽ là người từ trên cục đều xuống Để hỗ trợ điều tra Cả hai Nam và Vũ hẹn nhau Tối nay sẽ nhậu một bữa cho thật đã Để giải tỏa những áp lực suốt thời gian qua Lúc này TV đưa tin Giám đốc của công ty Long Trung Cao Toàn Phát Mất tích hai người ngồi trên bàn nhậu vừa chạm cốc thì nghe tin tức này nam đứng phát dậy vậy là tên sát nhân tầng thượng lại ra tay lần này người hắn nhắm đến không hề khác chính là cao toàn phát điện thoại reo lên người gọi là hiền cô cho biết phát mất tích từ trưa hôm qua hiện đang rất lo lắng muốn biết được thông tin từ cảnh sát nam cho hiền địa chỉ quán rồi mời hiền đến Tối qua anh Phát bảo đi uống rượu gặp đối tác Anh ấy có gọi cho em nói là ở nhà phải cẩn thận Gặp đối tác xong thì về sẽ ghé qua đón em đi chơi Nhưng nhưng cuối cùng anh không về Em gọi điện cũng không được Đến mấy hôm nay thì họ phát hiện ra Xe ô tô của anh để ở ngoài một công trường bỏ hoang Không có người Trần Vũ nói Rất có thể là anh ta còn sống Nhưng tên bắt cóc hình như đang muốn thách thức chúng ta tìm hắn Tao Toàn Phát là con mồi cuối cùng của vụ này Hiền đặt tay lên trên gương mặt sầu thảm Nam đưa cho Hiền một chén rượu Uống đi Em sẽ cảm thấy khá hơn Bọn anh sẽ cố gắng tìm ra hắn Hiền nhẹ nhàng đón lấy chén rượu rồi uống cạn Vũ vẫn cứ nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt Ánh mắt của Vũ sắc lạnh lóe lên ngay đằng sau chén rượu Cử chỉ ưu tư đến lạ Không biết là Vũ đang suy nghĩ về điều gì Cho đến khi Nam vỗ vai Vũ mới sực tỉnh Này anh sao thế À, tôi 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 không sao à, tôi tôi chỉ đang mải nghĩ về cao toàn phát uống uống cũng nhiều rồi bây giờ cậu đưa hiền về đi tôi sẽ tự bắt xe về tôi cần ghé qua sở lấy một ít hồ sơ về đọc hôm trước tôi tôi có lưu lại một bản copy đó nói xong trần vũ đứng dậy vẫy taxi mà đi nam thì lấy xe đưa hiền về thế nhưng vì uống nhiều quá hiền đã cơ hồ không còn tỉnh táo Nam vừa đỡ Hiền đứng dậy vừa nói Em ngồi chắc đó Anh đi Bỗng nhiên Giọng của Hiền đã hơi say say Chuyện hôm trước Em em xin lỗi Nam không đáp mà chỉ thong thả lái xe Như say quá Hiền gục đầu bên vai Nam mà ngủ Hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo Nam có chút lúng túng Về đến khu chung cư Nam đỡ Hiền xuống rồi cõng cô đi vào thang máy từng bước từng bước nhẹ nhàng đi trên hành lang tối tăm đến cửa phòng nam bỗng nhiên khựng lại bởi vì cửa vẫn mở chứng tỏ lúc ra ngoài hiền không khóa cửa hoặc rất có thể là có ai đó đã đột nhập vào đây rồi bỏ đi để cửa ngỏ là trộm Hay là tên sát nhân Một tay đỡ hiền Một tay rút súng Nam từ từ bước vào Bật công tắc đèn Bên trong không có lấy một bóng người Chỉ là một không gian im lìm và bị xáo trộn Nam cẩn thận kiểm tra hết các phòng Anh đặt Hiền ra ghế Tiến lại lấy nước ấm lau mặt lau tay cho Hiền Đôi bàn tay với những ngón thon dài Dừng lại ở ngón út Ngắm nghía ngón tay Bị thiếu đi một đốt Có lẽ là Hiền Có dị tật bẩm sinh Để thấy được con người dù cho có hoàn hảo đến đâu Thì cũng chẳng ai có được tất cả Con người vốn dĩ là khuyết thiếu Người đủ cái này thì lại bị mất cái kia Người có cái này thì lại đánh mất cái khác Nam lau mặt cho Hiền xong Định quay đi Thì Hiền nắm tay Nam Sáng hôm sau lúc hiền tỉnh dậy Nam ngồi ngủ gục bên cạnh sofa Tiếng thở đều đều Cô nhẹ nhàng đi vào nhà tắm rửa mặt Nhìn mình trong gương một hồi Chuông đồng hồ vang lên Làm cho Nam tỉnh dậy Em nên tìm một chỗ khác an toàn Hôm qua nhà em có người đột nhập vào đó Rất có thể là hắn Hiền gật đầu Vậy em tạm thời Đến nhà anh ở được không Nam có chút bối rối, nhưng ngẫm nghĩ một hồi rồi đó, được thôi. Nếu em không chê nhà anh nhỏ thì có thể đến bất kỳ lúc nào. Phòng có một giường, anh có thể ngủ ngoài sofa đó. Hiền đem một số quần áo và đồ dùng cá nhân theo Nam về căn nhà được sở cấp cho. Vừa bước vào nhìn một lượt, để vali một bên, Hiền cười. Bếp núc nguội lạnh thế này, anh chưa từng nấu ăn ở nhà phải không? Bếp sạch sẽ nhưng không có vệt khói hay dầu mỡ bám. Còn vương một chút bụi trên tay gân nắm vặn ga này. Nam ngạc nhiên. À, em cũng có ánh mắt quan sát tốt đấy. Anh quên là chữa trị tâm lý cho bệnh nhân thì phải quan sát rất nhiều à? À cũng đúng. Vậy em có muốn ăn gì không? Anh biết là món mì xào, cũng là món ngon nhất anh biết làm. Hiền gật đầu, Nam bắt đầu thân thoát mà làm bếp. Tự nhiên lần đầu tiên Nam có cảm giác Có một gia đình không hẳn là điều gì đáng sợ Con người thì sớm muộn gì cũng phải hướng đến gia đình mà thôi Đó chính là cảm xúc xã hội của loài người Tối hôm ấy, tin tức về Cao Toàn Phát Vẫn cứ bật vô âm tín Không hề có lấy một thông tin gì Hôm nay bầu trời sao rất sáng Nam từ dưới phố đi bộ mua đồ về Một người hàng xóm lâu năm cũng từ đâu đi đến Tay cầm một túi đậu đỏ Nam chào hỏi Anh mua gì thế này À là đậu đỏ đó <laughs> Hôm nay chú không mua à Đậu đỏ Mua đậu đỏ để làm gì Ôi giời mai là thất tịch Ngày này trai gái ăn đậu đỏ để sớm gặp tình yêu chân chính của đời mình nữa Nam giật mình Ờ à, vậy sao Thì ôi Người ta gọi là ngày ngưu lang chức nữ gặp nhau nữa Bỗng nhiên Nam nhướng mày ngưu lang chức nữ gặp nhau là đêm hôm nay rạng sáng ngày mai trong đầu như nhớ ra điều gì chuyện gặp ông anh hàng xóm đi mua đậu đỏ quả là định mệnh nếu như hôm nay không gặp anh ta thì quả thực nam không thể nào nghĩ đến chuyện đó không kịp chào hỏi anh hàng xóm nam lao vào trong phòng dáng vẻ vội vã nói với hiền em ở nhà đóng cửa cẩn thận anh đi một chút rồi về nói xong bước ra ngoài vừa đi vừa bấm điện thoại tay mở ra bản đồ thành phố Điểm điểm lên bản đồ mấy cái chấm rồi ngoạch ngoạc Vũ bắt máy nghe Alo tôi đây Anh đến ngay trung cư Ino Tao Toàn Phát đang ở đó Đêm nay là đêm mà tên sát nhân Sẽ ra tay lấy mạng thằng Phát Đi ngay đi Qua điện thoại Vũ nói à, nhưng, nhưng, nhưng mà làm gì còn Trung cư Innova nó, nó bị bỏ không cách đây mấy năm rồi Bây giờ là trung cư bỏ hoang chờ giải tỏa Nó cách đây độ khoảng tầm bốn chục phút chạy xe đó tôi bảo anh đi thì đi đi chắc chắn hung thủ đang ở đó nói xong nam phóng vụt đi sâu chuỗi lại tất cả những sự kiện nhìn từ trên tấm bản đồ các tòa nhà có nạn nhân bị giết tất cả đều nằm ở vị trí khi vẽ nối lại với nhau tạo thành hình dáng của chòm sao lyra hay là chòm sao thiên cầm điểm kết thúc chính là sao chức nữ Đây là ngôi sao mà nạn nhân trong vụ cưỡng bức cách đây 6 năm Trần Thu Lan bị hại Căn chung cư bỏ hoang Innova Chính là tương ứng với tròm sao chức nữ trên bản đồ thành phố Đêm nay là ngày thất tịch Là ngày ngưu lang chức nữ Chẳng phải kẻ thù ác đã nói trong bức thư rằng Là nơi tội ác bắt đầu hay sao Sâu chuỗi tất cả lại Nam đã có lời giải Cao Toàn Phát là kẻ có liên quan đến vụ cưỡng bức nạn nhân Trần Thu Lan Con gái của công ty Toàn Phong Trần Xuân Chiến Trần Vũ cũng vừa kịp lúc đến cùng với Nam Cả hai người nhìn đồng hồ đã là 12 giờ khuya Không kịp giải thích Nam chạy vụt lên trên Trần Vũ chạy theo Hai người đã rút súng Dãy cầu thang bộ Đã rêu mốc Từng bước chạy lên như cố gắng níu lại cái mạng sống cho cao toàn phát Mười phút sau cánh cửa sân thượng vẫn đóng chặt Nam bắn tung chốt Vũ đạp văng cánh cửa sắt ra Cũng là lúc Họ bàng hoàng nhận ra họ đã đến chậm một bước xác của cao toàn phát đã bị đóng đinh ở trên tường dương vật đã bị cắt đầu nạn nhân cũng như những bộ phận tay chân được xếp ngay ngắn ở dưới đất lúc đó một người đàn ông mặc đồ đen ngồi ngay trên lan can bỏ thõng chân lim dim hút thuốc ông ta không hề ngạc nhiên cũng không hề giật mình sợ hãi thong thả rít một hơi thuốc dài đối diện với hai họng súng đang chĩa chăm chăm về mình Thậm chí ông ta còn không quay đầu lại Ngửa mặt nhìn lên bầu trời mà nói Cuối cùng chúng mày cũng tìm được đến đây Nam nói như quát Bước ra ngoài Từ từ thôi Ông đã bị bắt Người đàn ông đứng dậy Là một kẻ cao to Bộ dáng phải đến 1m8 Mái tóc hoa dâm Ước chừng khoảng 50 tuổi Chiếc khẩu trang đã được lột ra Lộ ra là một gương mặt rất quen rất quen. Ông ta không ai khác, chính là người bảo vệ của chung cư năm nào, Hoàng Quốc Huy. Người bảo vệ đã phát hiện ra cô gái bị cưỡng bức Trần Thu Lan 6 năm về trước. Nam nhận ra kẻ này đã từng xuất hiện trong hồ sơ vụ cưỡng bức Chỉ là vì hắn không hề có liên quan gì với nạn nhân Cho nên Nam đã bỏ qua Nam nói Tại sao ông lại làm như vậy? Người đàn ông cười lớn <cười> Tại sao à? Vì tao cũng có con gái Và những thằng đốn mặt này Là những thằng đáng phải chịu cực hình thảm khốc nhất vụ cưỡng bức 6 năm trước Đều là do một tay thằng khốn kiếp này dựng lên Nó đã đem bạn gái đến để cho cả một lũ khốn kiếp làm nhục Nói xong Hoàng Quốc Huy đã văng cái đầu của Cao Toàn Phát Rơi từ tầng thượng xuống Ông ta nói như quát lên Chúng mày có biết Những kẻ nằm ở đó đều là những kẻ gây ra những tội ác không thể tha thứ không Tất cả chúng nó đang chết Chúng nó còn sống đến ngày này đều là do lũ vô dụng bất tài chúng mày Vũ nói Nhưng ông không được phép Ở trên pháp luật Không ai có quyền tước đi sinh mạng của ai cả Người đàn ông cười lớn rồi bất ngờ rút từ trong túi áo ra một vật gì đó Tức thì tiếng súng nổ Viên đạn găm thẳng vào người của Hoàng Quốc Huy Trên tay của ông ta móc ra không phải là vũ khí Mà là một tấm hình Tấm hình rơi khỏi bàn tay của ông ta theo gió Rơi xuống đất Cả người Hoàng Quốc Huy chơi với Ông ta ôm lấy ngực dỉ móng Ông ta cười lớn như điên dại Ánh mắt nhìn lên trời Ngắm vầng trời cao một lượt Rồi buông người ra sau Gieo mình từ trên tầng 26 của chung cư bỏ hoang xuống đất Cái xác cứ nhỏ dần Nhỏ dần lơ lửng vài giây Rồi chạm đất Nam và Vũ từ trên cao nhìn xuống Thấy máu đã lênh láng khắp trên nền Nam nhặt tấm hình lên xem Hóa ra là tấm hình ông ta chụp cùng với con gái Ghi dòng chữ nhắn nhủ đằng sau Gửi con gái của cha Hoàng Mỹ Linh Cha yêu con rất nhiều Cái chết của Hoàng Quốc Huy đã để lại trong đầu Nam biết bao nhiêu câu hỏi Động cơ của ông ta là gì Ông ta biết cao toàn phát là người cầm đầu vụ cưỡng hiếp Trần Thu Lan. Sau ngay từ cách đây 6 năm, ông ta không báo án hay là đứng ra làm chứng. Ông ta phải âm thầm chờ đến 6 năm mới ra tay trả thù. Những câu hỏi hóc búa rốt cuộc đã theo Hoàng Quốc Huy xuống dưới mộ. Sau cái chết của Hoàng Quốc Huy, vụ án khép lại. Khám nghiệm và tìm thông tin sơ bộ cho thấy kẻ gây ra những vụ giết người này chính là Hoàng Quốc Huy. 50 tuổi, từng là quân nhân trong quân đội có tham gia chiến tranh thuộc lực lượng đặc công chuyên thực hiện nhiệm vụ ám sát quan trọng và bí mật sau khi cho xuất ngũ vì tố cáo cấp trên ăn bớt chỉ tiêu của binh sĩ trong người ông ta còn phát hiện một khối u ác tính trong đầu hung thủ xem ra cũng chẳng còn sống được lâu có lẽ vì vậy ông ta mới nảy sinh ý định trả thù vì đồng cảm với cô gái bị cưỡng bức ông ta còn có một người con gái bị bệnh tim hình như được hiến tặng và phẫu thuật thành công ca ghép tim cách đây vài tháng. Đọc qua hồ sơ một lượt, Nam tức tốc mang bức ảnh hai cha con Hoàng Quốc Huy đến gặp bác sĩ Lâm, đã từng chăm sóc cho bệnh nhân Trần Thu Lan. Bác sĩ Lâm tiếp anh trong bệnh viện. Có phải người đàn ông này lúc cô Trần Thu Lan còn sống? Chính là người vẫn đem hoa và quà tới Và có phải Trần Thu Lan là người đã hiến tim cứu sống cô gái trong ảnh này không? Bác sĩ Lâm ngẩn ra rồi gật đầu, uh, ông ta là bố của cô cô gái tên Mỹ Linh bị bệnh tim bẩm sinh. Người nhà của cô này đã đồng ý cho bệnh nhân Trần Thu Lan được hiến tạng vì bố mẹ Thu Lan đã mất hết. Người ủy quyền cũng như thanh toán viện phí suốt 6 năm qua là do một người đó đảm nhiệm. Có biết người đó là ai không? Uh, không biết, nhưng mà nhưng mà có chứng thực là người có cùng huyết thống và chịu trách nhiệm được ông Trần Xuân Chiến ủy thác trước khi ông Chiến tự vẫn Bác sĩ nói đến đây rồi ả à lên một tiếng Như nhớ ra điều gì Liền chạy vào văn phòng làm việc Sau đó mang ra một cuốn sổ có khóa Cha của Trần Thu Lan Cách đây 5 năm có đưa cho tôi cuốn sổ này Nhờ tôi cất hộ Để nếu như cô Thu Lan có tỉnh dậy thì đưa cho cô ấy. Nhưng rốt cuộc Trần Thu Lan cũng không bao giờ tỉnh dậy được Chỉ có trái tim tội nghiệp của cô ấy vẫn còn đập Và trong một cơ thể khác Nam mở cuốn sổ ra xem, là bức thư do Trần Xuân Chiến gửi con gái, là thư tuyệt mệnh. Lật thêm vài trang thì có một tấm hình không toàn vẹn, bị xé đi một nửa. Chỉ còn lại hình ông ta chụp cùng với hai cô con gái sinh đôi. Nam nhìn chăm chăm bức ảnh, hóa ra ông ta còn một người con gái nữa. Hai cô giống hệt nhau, chỉ phải cái là một cô con gái có dị tật, khuyết mất một ngón tay út từ khi còn nhỏ. nam choáng váng bỏ ra ngoài mặc kệ bác sĩ lâm ngồi ngơ ngác chạy thẳng đến trung tâm điều trị tâm lý của hiền từ ngày cao toàn phát chết hiền ít lâu sau đã trở lại với công việc của mình hôm nay cô đi đâu bên trong vẫn là ngọn đèn vàng ấm áp nhưng khi nam bước vào thì toàn thân của anh run lên lạnh lẽo đưa mắt nhìn lên những bức tranh ở trên tường nam dựng lại dừng lại ở một bức tranh rất lớn bức tranh do thu hiền vẽ bức tranh vẽ năm con ngựa đang chạy về năm hướng ánh mắt của nam run run không không là 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 là, là cái, cái, cái gì thế này tất cả đã phơi bày trước mặt thu hiền từ bên ngoài bước vào nheo mắt nhìn nam trên tay của cô đang cầm một bó hoa cẩm trướng nhìn thấy nam hiền nở nụ cười thật tươi anh đến từ bao giờ à, 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 anh mới đến em em đi đâu về vậy em đi mua hoa về cắm nhưng trước giờ em có cắm hoa này trên bàn đâu hiền bối rối đặt bó hoa xuống em có rảnh không đi với anh một lát anh có chuyện muốn nói Hiền không hiểu chuyện gì Nhưng cũng đi theo Nam Vẫn như lần đầu hai người đi trên chiếc xe này Vẫn là con đường tăm tối Nam nhìn về phía trước cho xe chạy băng băng Rồi bất ngờ quạt vào một quãng đường tối Chính là Nghĩa Trang Hòa Bình Sao? Sao anh lại đưa em đến đây? Giọng của Nam buồn buồn Đi vào trong rồi biết Bước qua những dãy mộ tăm tối Đến hàng thứ tư Ánh đèn leo lắt chiếu vào trong những bia mộ lạnh lẽo Hoa cầm trướng em mua Là để đặt vào ngôi mộ này phải không Anh Anh nói gì Em không hiểu Nam đưa ảnh của Trần Xuân Chiến Cho Thu Hiền Em chính là chị em sinh đôi với Trần Thu Lan Con người có thể thay đổi được Gương mặt nhờ phẫu thuật thẩm mỹ Nhưng dị tật bẩm sinh Thì không thể nào thay đổi được Em cũng có một ngón tay út bị thiếu đi một đốt, khác hẳn với người trong ảnh là Thu Lan. Anh nói có đúng không? Người vẫn thanh toán viện phí, người đã ký đồng ý hiến tặng cho con gái của Hoàng Quốc Huy, không ai khác chính là em. Hoàng Quốc Huy lấy thuốc tê liệt thần kinh từ chỗ của em. Bức tranh năm con ngựa em vẽ chính là hình phạt ngũ mã phanh thây ứng vào năm nạn nhân bị khuyết phần cơ thể trên sân thượng tất cả chuyện này là do em do em đứng sau giàn dựng em còn muốn lừa dối tôi sao cho đến bây giờ hiền mới cười nhạt vậy là anh đã biết nhưng anh biết thì cũng đã muộn là do em làm Chúng là những kẻ đáng chết Bây giờ Ai biết điều đó Các anh đã có hung thủ của các anh rồi Hoàng Quốc Huy đã chết rồi Không ai có thể chứng minh được việc đó cả Nhưng vì sao em quen ông ta Hiền thở dài Ngắm nhìn bức di ảnh cô em gái nhỏ Trên bia mộ rồi kể Quả thực Thu Hiền là chị em sinh đôi với Thu Lan Cả hai đều là con gái của Trần Xuân Chiến và người vợ trước Sau khi ly hôn Thu Lan về sống với bố Còn Thu Hiền được gửi đi du học ở nước ngoài Rồi ở lại luôn tiếp tục theo học ngành tâm lý trị liệu Sáu năm trước nghe tin em gái gặp nạn Ông Chiến ủy thác hết tất cả mọi việc cho Hiền ở nước ngoài Kèm theo một số tiền khổng lồ trước khi chết Cũng như những nghi ngờ của ông về việc Người bạn trai của Thu Lan khi đó là Cao Toàn Phát cũng chính cao toàn phát là kẻ đã lừa ông chiến đặt bút ký mua lô xi măng và vật liệu xây dựng của một công ty con do phát mở ra thực tế chính là công ty do long trung đứng sau hậu thuẫn mọi kế hoạch hạ bệ công ty của ông chiến là do cha con cao toàn phát lên kế hoạch kỹ càng ngay cả việc em gái của hiền thu lan bị cưỡng bức cũng chính là âm mưu của bọn chúng Nhận được những hồ sơ do bố mình cung cấp Hiền đã lập kế hoạch về nước Thực hiện những bước điều tra tiếp cận cao toàn phát Do trước đó cô đã phẫu thuật thẩm mỹ Thay đổi gương mặt Nét đẹp vẫn còn nguyên Chỉ một thời gian ngắn bằng chiến thuật Đánh thẳng vào tâm lý của cao toàn phát Phát đã rơi vào lối tình của Hiền Hoàng Quốc Huy chỉ là một sự tình cờ Khi Hiền bắt gặp ông ta Lén lút đến thăm Thu Lan nằm trong viện con gái ông ta cũng bị chứng bệnh tim bẩm sinh nằm chờ chết. Nếu không có người hiến tặng thay tim, chắc sẽ không sống nổi qua năm nay. Hiền hỏi thăm mới biết người đàn ông này chính là người đã phát hiện ra cô em gái của mình 6 năm trước. Bị chúng nó cưỡng bức. Ông ta cũng chính là người báo cảnh sát. Một cuộc giao kèo giữa Hiền và ông Huy đã được đặt ra. Ông ta giết người giúp cô. Và cô sẽ đồng ý hiến tặng cho con gái ông ta bằng chính trái tim của em gái mình. Hoàng Quốc Huy đồng ý, vì ông ta cũng chẳng còn sống được bao lâu. Cao Toàn Phát cũng bị hiền thôi miên, khai hết ra những kẻ đã cùng hắn hành hạ cưỡng bức, khiến em gái cô thân tàn ma dại thành người thực vật. Mà trong khi đó, mỗi lần bị thôi miên dậy, Phát không hề hay biết. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Từ nạn nhân đầu tiên là Vũ Tiến Công rồi đến lưu vũ long cao hữu hùng trần trí sâm tất cả những nạn nhân trong vụ giết người trên tầng thượng đều là những kẻ có mặt trong vụ án hành hạ cưỡng bức trần thu lan năm đó hiền kể xong đến đây mới nói em cũng đã kể hết tất cả những chuyện của em em cũng bị những ám ảnh đeo bám nhưng em không thể nói với bất kỳ ai anh có biết không em luôn luôn thích như anh nhìn xoáy sâu và những tấm gương phản chiếu anh biết không tại vì con người ta phải biết chính mình hơn ai hết nếu như con người đã trở thành con quỷ người khác thì không nhìn được nhưng chính bản thân kẻ đó phải biết hắn trở thành một con quỷ tấm gương sẽ nhắc nhở kẻ đó hắn là gì em gái em làm gì có tội gì đâu. Nhưng rồi nó phải chấp nhận một số phận đau đớn. Sau năm năm thực vật, từng ngày từng ngày trôi qua, sự sống của nó cứ dần dần cạn kiệt. Anh có biết cái cảm giác nó đau đớn thế nào không? Cái cảm giác đau đớn khi từng ngày nhìn người thân của mình cứ chết dần chết mòn nó đau như thế nào không? Em đã giải thoát cho em gái em. Em giải thoát cho tất cả Chúng nó là quỷ Cho nên em ném chúng nó về địa ngục Và bản thân em cũng vậy Đứng trước cương vị của một người chị Ai cũng làm như thế Anh có hiểu hay không? Anh có hiểu hay không? Nam trầm ngâm lấy từ trong túi ra chiếc cổng số 8 Cùng với một cái máy ghi âm vẫn đang chạy anh miễn cưỡng tra vào tay Hiền Xin lỗi Tôi là cảnh sát Mà đã là cảnh sát thì phải bắt tội phạm Đêm hôm đó Em ngủ với tôi để tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình Và đánh lạc hướng tôi Em lợi dụng tôi để Thực hiện chót lọt hành vi đồng phạm giết người Không Đêm đó em thực sự yêu anh Em chưa từng muốn lừa dối anh chưa từng muốn chúng ta phải đối mặt nhau trong trường hợp như thế này nhưng giờ thì chúng ta không còn cơ hội nữa rồi con đường của chúng ta đi không bao giờ có điểm dừng nó là hai đường thẳng song song chẳng thể nào giao nhau được hiền lặng lẽ đưa tay ra tự giác cha vào còng cô cười như mếu có lẽ mọi tâm nguyện của cô đã được hoàn thành cho đến giờ đã không còn gì để tiếc nối nam dắt tay hiền đau đớn như là mình vừa phải hứng chịu một vết dao đâm nhưng công lý đúng sai trắng đen không thể nào mập mờ tất cả đều phải trả giá chỉ cần sai lầm thì thứ đón chờ ta sẽ là địa ngục không có hồi kết và không có lối đi nào còn có thể quay đầu trở lại làm người bình thường nam quay người định đưa hiền về sở thì bất ngờ một tiếng súng vang lên giữa bầu trời đêm Bầy quạ giật mình kêu giáo giác ở góc Nghĩa Trang Tiếng súng lạnh ngắt và chát chúa Tia lửa lóe lên Nam loạn trọng bước lùi lại phía sau Trong đầu của anh hiện lên đôi tay của mẹ Hình ảnh của Minh bạn anh Anh như chạy qua đoạn phim của cuộc đời mình Ở cuối con đường Đang chờ đợi anh Là hai người đang vẫy gọi Máu trên đầu của Nam chảy ra xối xả Lăn xuống khóe mắt Ướt đẫm nửa khuôn mặt Nam chỉ kịp lùi lại vài bước Rồi trợn to mắt Nhìn xem kẻ vừa nổ súng Thanh tra Trần Vũ, Nam lào đảo, cuộn bằng ghi âm lại lời thú tội của Hiền rơi xuống. Anh đổ vật xuống một tấm bia mộ sau lưng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và quá đỗi bất ngờ. Hiền vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Thanh tra Trần Vũ bước lại gần mở khóa cổng cho Hiền. Hiền chạy đến ôm lên Nam, cô đặt tay lên má Nam mà nước mắt lăn dài, máu đã dính cả lên mặt hiền vũ tiến lại lạnh lùng em có còn nhận ra anh không anh là tú đây anh là tú quắt kẻ đã làm em có vết sẹo ở sau gáy đây hiền nghe đến cái tên tú thì bật khóc nức nở trần vũ lấy từ trong túi áo ra tấm hình bị xé chỉ còn một góc đó là tấm hình duy nhất mà cả gia đình trước lúc tú bỏ đi đã xé bức hình ghép vào tấm ảnh còn khuyết đặt trên bia mộ của thu lan là một bức hình hoàn chỉnh là một bức ảnh gia đình người bị khuyết trong tấm ảnh của ông trần xuân chiến không ai khác chính là thanh tra trần vũ hay còn gọi là tú khi còn ở nhà đứng bên cạnh người quá cố vũ đã thoát ly khỏi gia đình ông chiến vì ông ngoại tình ly hôn cưới vợ mới từ khi ba anh em còn nhỏ sau nhiều năm học tập ở nước ngoài anh đã phấn đấu trở thành một thanh tra xin về công tác mong phá giải vụ án của em gái Thu Lan nhưng mãi chưa có kết quả. Không ai biết về quan hệ của họ Vũ đã khéo léo che giấu bí mật gia đình Không cho ai biết Anh chính là con trai của Trần Xuân Chiến Còn Hiền khi đó Ở nước ngoài Vũ đã hoàn toàn mất liên lạc Cho đến khi nhìn thấy ngón tay út Bị cụt một đốt của em gái Và vết sẹo do chính mình gây ra Khi còn nhỏ cho Hiền Vũ lúc đó mới nhận ra Đây là đứa em gái thất lạc của mình Vũ đã đoán ra động cơ của Hiền từ hôm đó Muốn để cho em thoát tội Nhưng không may Nam đã phát hiện ra sơ hở Vũ đành phải ra tay để cứu em gái Vạn phần bất đắc dĩ Bởi vì Vũ biết Nam sẽ không tha thứ cho bất kỳ tội ác nào Cho dù kẻ đó là ai Em nên rời khỏi đây càng xa càng tốt Anh đã chuẩn bị, em bị vé máy bay cho em ra nước ngoài Đừng về nữa hiền ôm lấy anh trai rồi nhìn xuống nam ánh mắt của nam vẫn mở trừng trừng nhưng đã dần dần co rụt lại lạc thần cô đau đớn tiến lại vuốt mắt rồi quay đi vào trong bầu trời tăm tối trần vũ châm một điếu thuốc nheo mắt nhìn nam gục ở trên bia mộ máu vẫn còn đang chảy ra vũ từ từ lau sạch vân tay trên súng rồi đặt khẩu súng vào tay nam hôm nay Nam không mang theo súng như mọi khi, bởi vì bản thân Nam cũng chưa bao giờ có ý nghĩ muốn làm hại Hiền. Quận bằng nghiêm vẫn còn chạy. Trần Vũ nhặt lo lên, lặng lẽ rảo bước trên con đường tăm tối. Con đường không có ánh sáng, con đường lạnh lẽo, như cánh cửa địa ngục mở ra, đón chờ con người lạc lối. hai đầu nghĩa trang Bóng người cứ thế khuất dần Hai người đi về hai hướng Là anh em ruột thịt Thế nhưng bây giờ Mỗi người đều phải có một hướng đi riêng mình Trần Vũ Đi về hướng của địa ngục Còn Hiền Đi về một hướng cũng vô định Thu Lan Thì mãi mãi đứng ở đây bên cạnh là một cái xác đang dần dần mất đi sự sống bác sĩ lâm tình hình của cậu ấy thế nào bác sĩ lâm quay sang nhìn ông sếp là ai... đã sáu tháng rồi vết thương của cậu ấy mặc dù mặc dù có thể gọi là vết thương chí mạng nhưng tôi cũng không biết là tại sao nó lại kỳ diệu đến như vậy viên đạn viên đạn chỉ găm lệch một chút một chút xíu thôi ai chỉ cần chạm vào dây thần kinh đó thì cậu ấy lập tức là sẽ chết Thế nhưng không hiểu sao Bằng một điều kỳ diệu nào đó Nó lại đi ăn lệch sang một bên Thế nhưng cậu ấy Cậu ấy đã nằm như thế này 6 tháng Không lẽ cậu ấy sẽ làm người thực vật cả đời sao Bác sĩ Lâm thở dài Vốn dĩ đã tiếp cận Chăm sóc rất nhiều bệnh nhân thực vật Trong đó có cả Trần Thu Lan bác sĩ lâm cũng không biết phải nói sao với tình trạng của bệnh nhân nam này thôi thì cũng chẳng biết làm nào chỉ mong rằng là cậu ấy tỉnh dậy ông sếp hít sâu một hơi ánh mắt của ông lóe sáng ông bước ra ngoài cửa bệnh viện miệng của ông lầm bẩm đúng vậy khi cậu ấy tỉnh dậy là lúc mọi việc sẽ sáng tỏ nằm ở trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt ở bên cạnh nam là chiếc máy báo vẫn kêu nhẹ nhàng tít 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 từng tiếng nặng nề một ngón tay của nam ngón tay út bỗng nhiên giật giật tôi dối đầu quá tôi không nghĩ nữa tôi dối sao tôi dối đầu quá tôi đã bảo rồi có một số tác giả khi mà chúng ta đọc chuyện của các ông ấy, các bà ấy là chúng mình rất là dối não à, các ông quay xe các ông ấy cua tít thò lò vặn đến, đến 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 sái cả vô lăng <laughs> trời đang mưa to ok vậy nạn nhân à, thủ phạm là ai anh em nói chốt lại là thủ phạm là ai thủ phạm của tất cả những vụ án sân thượng là ông bảo vệ đúng không là ông bảo vệ đúng chưa kẻ giết người trực tiếp đúng ạ Tác giả, tác giả đâu rồi? Em 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 còn phim đi. Em còn fix lại cho chính xác để anh game lên. À, cái quyết định của em sẽ là cái quyết định tối thượng. Thủ phạm cuối cùng là ông bảo vệ. Đúng không? Đó. <laughs> nó đâu rồi nó chạy rồi nam nó chạy rồi <laughs> đây, đây 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 rồi đây rồi tác giả lên tiếng nhá chúng ta theo tác giả nhá các bạn chúng ta theo tác giả ừ. chúng ta theo tác giả nhá Đây 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 Để anh ghim lên Tác giả nói kẻ giết người là Hoàng Quốc Huy Ok <laughs> Kẻ giết người là Hoàng Quốc Huy <laughs> ừ. Và tôi thì Đến lúc khoảng tầm 7 giờ tối nhề nam nhề Hình như lúc 7 giờ tối, hai anh em tôi có nói chuyện với nhau duy nhất một người đoán là ông bảo vệ. Đến thời điểm đó, duy nhất một người đoán là ông bảo vệ. Đó. Thế thì chúng tôi có có bàn với nhau, anh em tôi có nói với nhau như thế này là anh tuấn thì chưa đọc trước. Anh Tũn chưa đọc trước. Thế thì tác giả nói thôi, tác giả có có nói rằng là bạn ấy có nói rằng là Hiền Thực ra thì Hiền mặc dù là không 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 trực tiếp không trực tiếp ra tay hạ sát ai nhưng Hiền đó Hiền là đồng phạm. Đúng không ạ? Hiền là đồng phạm chính, còn về vấn đề là thanh tra Trần Vũ thì uh, uh, mãi cho đến khi mà gặp Hiền thì anh ta mới 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 biết thôi thế thì Trần Vũ cái vai trò của Trần Vũ trong cái vụ án đó, nó cũng mở nhạt thế thôi chúng ta có thể gạt Trần Vũ sang một bên nhé Trần Vũ là kẻ cuối cùng là cái vấn đề của Trần Vũ và Nam thôi OK chúng ta gạt Trần Vũ sang một bên uh -huh. vậy anh không biết là lúc sau có ai đoán được thêm nữa không Nam bởi vì lúc sau anh bắt đầu anh vào anh sẽ up livestream rồi anh cũng không đọc comment nữa À, tí nữa anh sẽ lọc comment ra theo theo thời gian mà ở trên đây nó có hiển thị luôn thời gian comment mà yên tâm không không có ai ăn gian được đâu anh chị em yên tâm không ai có thể ăn gian được nhé ai mà chỉnh comment chỉnh sửa comment là anh cũng biết luôn à, ấy thì tác giả cũng có nói thêm như thế này anh em ạ à. tác giả có nói như thế này à, kẻ trực tiếp ra tay giết người là ông bảo vệ nhưng nhưng Tất cả đều là do Hiền lên kế hoạch Đúng không? Cái việc bức tranh ngũ mã phanh thay đó Cái việc mà Hiền thôi miên thằng Phát Để tìm ra được những cái kẻ thủ ác Thì Hiền vừa là đồng phạm Và vừa là chủ mưu Đấy Thế nên là à, Chúng ta sẽ tính Là người đoán ra ông bảo vệ cũng là đúng và những người đoán là hiền cũng là đúng vậy thì chỉ còn việc lọc ra là 10 người đoán sớm nhất. 10 người đoán sớm nhất thôi. À ha. Đúng không ạ? <laughs> có một cái điều mà đến bản thân anh tụn cũng rất là bất ngờ tại vì là khi mà bạn nói đó là là là, là anh phải để ý tới tất cả những các nhân vật anh phải để ý tới tất cả các nhân vật Thì bản thân anh cũng không thể nghĩ được là ông bảo vệ Thế nhưng mà thật ra thì khi mà ngẫm lại thì cũng đúng Đúng không? Khi mà ngẫm lại thì thì cũng đúng thôi Tại vì nếu như mà các bạn để, để ý kỹ Thì bạn thấy là tác giả hé lộ rất là nhiều về nhân vật Mà cái đặc điểm nhân vật thì Tức là trong cái câu chuyện đó Trong các cái tình tiết, cái tuyến chuyện Thì chỉ có duy nhất ông bảo vệ là người có bộ dáng cao to Tức là được tác giả nhắc đến Đúng không? Các bạn có nhớ không? Ừ ờ, Có duy nhất một người đoán là ông bảo vệ lúc khoảng 7 giờ 7 rưỡi Lúc 19 giờ ấy, anh với tác giả lúc đấy nói chuyện Thì lúc đó là duy nhất có một người đoán ông bảo vệ thôi Thế nhưng mà ngẫm ra cũng đúng Đúng không ạ? Ngẫm ra cũng đúng Tại vì tác giả có nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại là người có bộ dáng cao to. Còn cái việc mà anh chị em đoán là Hiền thì thật sự thì anh lại không nghĩ đến. Anh lại không nghĩ đến tại vì tức là mình không nghĩ đến Hiền là kẻ 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 kể kẻ 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 trực tiếp ra tay mình có nghi ngờ hiền là kẻ chủ mưu mình nghi ngờ rằng là hiền có thể thôi miên một trong số những người đó ở đầu tiên thì mình nghi ngờ mình cũng như các bạn thôi nói thật là thậm chí là tôi còn tôi còn ngơ ngác hơn anh em nhiều tôi 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 là người nó thường là áp dụng mọi thứ nó tương đối thực tế tôi nghĩ rằng là hiền thôi miên nam tại vì nam nó thường xuyên gặp hiền và thôi miên và những giấc ngủ và tôi tôi thường tôi đang đặt ra một cái nghi vấn là Hiền thôi miên thằng Nam và thằng Nam đi giết người trong giấc ngủ. Đấy. Tức đầu tiên tôi nghĩ như thế. Và sau đó là tôi nghĩ là Hiền thôi miên thằng Phát. Tôi nghĩ là Hiền thôi miên thằng Vũ. À, tôi nghĩ là Hiền thôi miên thằng nhà văn. Tôi nghĩ là Hiền thôi miên tất cả. Để đi giết người tại vì chắc chắn là với những cái tử trạng như vậy thì một người phụ nữ không thể nào làm được với cái, cái 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 gây ra tử trạng như vậy đúng không các bạn gây ra tử trạng như vậy thì một người phụ nữ không thể làm như vậy được uh -huh. thậm chí đấy fan fan pl anh cũng nghĩ như em đó anh cũng nghĩ như em luôn đó là thực ra thu lan không phải đang nằm ở trong viện điều trị thực vật nữa Đó. thực ra thu lan không phải là nằm trong viện thực vật mà là thu lan đã tỉnh cô ta đang sắm vai hai người Đó. đúng không anh còn nghĩ đến cả trường hợp đấy cô ta đang sắm vai hai người là Cô ta với danh nghĩa là Thu Lan vẫn đang nằm ở trong viện. Nhưng cô ta có một thân phận khác là bác sĩ Hiền. Để trả thù anh còn có anh cũng nghĩ đến thế nữa. Đó. Chỉ có một cái điều là anh không nghĩ là ông bảo vệ. Anh đậu, anh cũng cũng giống như bạn thôi, anh cũng bỏ quên cái chi tiết là tác giả có nhắc đến mấy lần liền là cái bộ dáng ông bảo vệ cao to khỏe mạnh và tác giả cũng nhắc nhấn mạnh rất rõ những cái tử trạng gây ra như vậy thì chắc chắn là một người phụ nữ thì không thể làm được. Đó. <laughs> thật ra thì Thật ra thì nếu như mà mà, mà cái tập 1 mà anh đọc dài thêm thì có lẽ là chúng ta sẽ có nhiều dữ liệu hơn. Ok. Thế nhưng mà thôi, trò chơi mà anh em, đúng không? Trò chơi mà mình mình chơi cho vui, đúng không? Dù sao thì đây cũng là cái món quà của cô Hai Kim tặng anh chị em mình. Đó. Thì tụi mình chơi cho vui, đúng không? Thống nhất là như thế này nhé Đến thời điểm kết thúc câu chuyện Là đúng 12 giờ Là kết thúc Thế nên là mình sẽ lọc theo cái 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 thời gian nhé đúng đến 12 giờ là kết thúc 10 người đoán chính xác nhất là ông bảo vệ và thu hiền là 10 người đoán sớm nhất sẽ là 10 người giành chiến thắng nha anh em ok anh em nhé 10 người đoán sớm nhất về hai nhân vật đó sẽ là người chiến thắng tất nhiên phải là sớm nhất những người nào edit comment những người nào uh, uh, gọi là gì ừ edit comment coi như là phạm luật nhé <laughs> thôi lập luận thì có phải là ai cũng lập luận đâu có thể là họ nghĩ đến nhưng mà để mà nói là đưa ra lập luận có những người họ họ lười lười gõ lười comment ấy có phải ai comment dạo như anh đâu mà lại đưa ra lập luận nữa họ chỉ đoán thôi <laughs> đúng không? Thôi đoán đúng là được rồi Chứ lại còn lập luận nữa Có những người người ta có phải là ai cũng hay phân tích mọi thứ đâu Có thể là họ phân tích trong đầu thôi Nhưng mà họ không nói ra Nha. Thế thì ngày mai mình sẽ công bố Và mình sẽ chỉ tính ở trong cái tút Ở bên tab cộng đồng của YouTube nha các bạn Nha mình chỉ mình chỉ tính ở trong đấy thôi nha còn ở những cái nền tảng khác mình không tính nha ngày mai mình sẽ công bố danh sách các bạn trúng thưởng ở trên tác cộng đồng và ở trên 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 trên, trên page. anh chị em uh, chủ động liên hệ với mình ok anh chị em chủ động liên hệ với mình uh, sẽ thứ nhất là sẽ cáp một cái uh, một cái 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 màn hình để chứng minh uh, mình là chủ tài khoản Đó liên hệ qua ib phụ uh, bu cá nhân của mình nhé liên hệ qua phụ bu cá nhân của mình cáp lại cái màn hình chứng minh bạn là chủ cái tài khoản đó và uh, liên hệ với mình để mình gửi quà nhá phần quà là một ký trẻ móc câu Nói thật là móc câu thường thôi tại vì là cái ngân sách chỉ có đến thế nếu mà co lại là là năm bạn trúng thưởng thì nó sẽ cao hơn tí thế nhưng mà thôi mình để 10 bạn đông người cho nó vui chứ còn tất nhiên là tôi biết là anh chị em cũng chẳng là giàu nghèo gì cái phần thưởng đâu nhưng mà nó vui đúng không nó vui nó vui mà ờ ừ. thế thì mỗi bạn sẽ là được là phần thưởng là một ký chè móc câu nhá hai cái bịch này là được một ký bịch này 500g đó hai bịch này là một ký và anh đấy là ngoài cái phần thưởng của cô hai kim thì anh sẽ uh, bỏ tiền anh ra tặng tác giả một ký chỉ ân tức là 11 một phần uh, phụ kiện tiểu cảnh sao lại thiên vị sao lại thiên vị có cái gì đâu mà thiên vị ừ có cái gì đâu mà thiên vị nào không thi thiên vị ở chỗ nào mưa, mưa to mưa dữ không mưa mầm luôn á mưa như hôm qua hôm nọ luôn á thì quan trọng là người đoán sớm anh đã anh đã đọc từ livestream ngày hôm qua rồi sau đó là đến sáng nay sáng nay anh cũng đã 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 áp lại chuyện rồi đúng không anh em cứ hỏi chuyện này chuyện kia đi hỏi tác giả nhá mình không biết đi hỏi tác giả đi hỏi tác giả Phụ kiện tiểu cảnh thế nào mà thiên vị nào nói nghe em nào <laughs> mình chơi cho vui mà yên tâm anh sẽ nếu mà hôm nào mà có cái có cái câu chuyện nào Hôm nào có cái câu chuyện nào mà nó có cái 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 cái, cái, cái dữ dữ liệu để để đưa ra dự đoán đó, thì anh sẽ tổ chức event nhé ờ ừ. Hôm nào mà nó có cái Cái nào ấy nó Ví dụ cái câu chuyện mà chúng mình gặp Mà vô tình nó có một cái Cái dự đoán nào đó mà hay hay Thì anh sẽ tổ chức event Gặp phát là mình tổ chức luôn Ừ Mình tổ chức luôn đúng không mặc dù là chưa có ai tài trợ thì anh sẽ anh sẽ ứng ra trước và sau đó là anh sẽ đi xin tài trợ để tổ chức quan trọng là anh em mình vui là được chứ còn anh biết là các bạn cũng có giàu nghèo gì những cái này đâu đúng không quan trọng là chúng mình vui chỉ tính ở trong cái bài post ở bên tab cộng đồng thôi anh đã nói rõ rồi trường sơn chỉ tính ở cái bài post trong tab cộng đồng thôi chúng mình vui là chính mà chứ các bạn giàu nghèo gì cái này đúng không các bạn đầy tiền có những người đầy tiền À, các bạn có thể là mua đến cả những loại xịn Nhưng quan trọng là tụi mình vui Đấy Ví dụ mà Ngày mai biết đâu đọc cái chuyện nào đó Nó có cái dữ, cái dữ liệu hay hay Tất nhiên là chúng mình phải có cái dữ liệu nào hay Thì tụi mình mới tổ chức được Chứ cái dữ liệu mà nó không hay Thì làm sao mà tổ chức được đúng không Cái dữ liệu mà nó đơn giản quá Thì cũng không tổ chức được Mà cái dữ liệu mà nó Nó không có đủ những cái gì Để chúng ta suy đoán Thì cũng không thể tổ chức được Tụi mình gặp đâu là tổ chức luôn tại đó Trường hợp chưa có ai tài trợ Anh sẽ bỏ, anh sẽ vặn răng của anh ra trước đó, Anh sẽ vặn răng ra trước Để tổ chức cho anh em mình vui Sau đó anh sẽ đi Anh sẽ đi anh anh xin tài trợ Ví dụ anh sẽ đem hàm răng móm Anh xin ví dụ chú danh này Đây là chú danh đang bảo chú danh tài trợ là Anh sẽ bảo Phú Anh ơi Phú Anh Phú Anh tài trợ cho anh em tôi anh em đi Để cho cháu đi cắm hàm răng mới Phú Anh Tu dành tài trợ cho anh em tôi đi event đó Để có sáu đi cắm hàm răng mới Tu tôi... dành nhá Kiểu kiểu như thế <laughs> Event sau em góp 5 ký trà đấy Phụ kiện tiểu cảnh nó đăng ký nha Event sau nó góp 5 ký Ok uy tín luôn em Đúng không Hoặc là ví dụ nhiều thì mình 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 góp chơi trà còn mình mình ít thì mình mình tổ chức event chầm chéo cũ chầm chéo thôi miễn là anh em mình vui đó. anh tin chắc rằng là không chỉ là chú danh không chỉ là cô hay kim đâu mà có rất nhiều không chỉ là bạn phụ kiện đâu mà sẽ có rất nhiều anh chị em là cũng bởi vì thật ra thì nó không đáng bao nhiêu mà quan trọng anh em mình vui với nhau nhé từ giờ mình sẽ hôm nào mà gặp cái chuyện nào hay hay là anh em mình sẽ tổ chức event luôn cho nó vui uh -huh. một lần nữa thì uh, uh, anh tuấn xin chân thành cảm ơn tác giả nhà văn bố láo uh, đã cho anh tuấn tác quyền diễn đọc cái bộ truyện nó rất là xoắn não và cho đến bây giờ thì nó thật là anh vẫn đang nghĩ <laughs> anh vẫn đang nghĩ vì điều đó ok cô phương cô đồng phương lúc nào mà có sự kiện thì anh sẽ kêu gọi anh chị em nhé còn trước mắt thì anh không dám cầm cái gì cả nhá quan điểm là anh không cầm trước cái gì đâu anh cầm nó thật lòng là anh cầm anh cầm trước cái tài trợ của cô hay kim này là là cô ấy chuyển xong rồi cô ấy mới nói cô hai kim chuyển xong rồi cô hai kim mới nói cho nên nên là anh mới phải cầm chứ anh cầm tiền của mọi người trước anh anh cảm thấy ai náy lắm bởi vì anh cũng không phải là loại tốt đẹp gì đâu ờ, đấy là cô hai kim gửi gửi bà xã anh cầm đó chứ không mà gửi cho anh là anh đớp luôn đó. đấy là cũng may là cô hai kim gửi bà xã anh đó chứ mà gửi cho anh là anh đớp luôn anh anh đớp xịn luôn anh không không anh có phải tốt đẹp gì đâu anh không nói là anh tốt <laughs> cái tham sân si của anh nó vẫn còn hơi dày thế nên là anh chị em những người muốn tài trợ anh chị em cứ giữ khi nào mà nó có một cái gì đó để phù hợp với event thì lúc đó anh sẽ kêu gọi cần thiết anh cứ vặn răng của anh ra trước sau đó anh sẽ đem cái hàm răng móm của anh đi anh sẽ trao đổi ông cô phương ông cô phương cô tài gọi ven đi để anh quay để anh cắm lại quả văng phát nha yeah. <laughs> một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị em những mạnh thường quân những người có lòng muốn giúp chúng ta tổ chức sân chơi chung nó không phải là là cho riêng tôi đúng không ạ quan trọng nhất là cho những những cho tất cả anh chị em chúng ta có cái sân chơi chung để cho nó vui ngoài cái việc là nghe chuyện chúng ta còn vui tôi đã nói rồi chương trình của tôi nó khác với chương trình của những em khác có thể là họ đọc truyện ma cha tấn này nọ thần túy còn tôi thì tôi muốn là anh em mình có những cái giây phút thư giãn ngoài cái việc tôi dọa anh em ra tôi chọc cười anh em ra thì anh chị em mình có những hoạt động nó nó vui vẻ nó thư giãn Đó. thì thì là như thế nhá À, đặc biệt là xin cảm ơn cô Hay Kim Nhà tài trợ chính Trong sự kiện lần này và Mong rằng là cô hai Kim sẽ Còn đồng hành, còn gắn bó nhiều Hơn nữa với anh chị em Chúng em, chúng cháu à, Xin cảm ơn cô, xin cảm ơn quý vị và các bạn Và ngày mai, sáng ngày mai Thì tôi sẽ công bố cái danh sách Những bạn Đã trúng thưởng đã, đã không, không gọi là trúng thưởng thì không đúng nhỉ Gọi là chiến thắng những bạn đã chiến thắng trong thời gian lần này, trong cái event lần này, chúc mừng các bạn và các bạn sau khi mà thấy danh sách thì các bạn chủ động liên hệ với mình để chúng ta sẽ trao đổi về cái việc nhận phần thưởng nhé. À, Nguyễn Phước, Nguyễn Phước theo hướng dẫn ở cái góc màn hình này để 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 IB cho mình nha Nguyễn Phước. À, còn bây giờ thì chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.